Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe tập truyện ngắn về làng quê nghèo Việt Nam của tác giả Nguyên Hồng. Truyện được xuất bản bởi nhà xuất bản Hàn Mặc năm 1944. Trân trọng gửi đến quý thính giả Mời quý thính giả nghe câu chuyện Cái xích cũ Bà phó ngồi thụp xuống Chống một tay trườn người vào gầm giường Đưa lìa cái chổi tới sát vách Vài cái rác quét xa Chợt bà nhau mắt lại nhìn một vật tròn kéo lanh lạnh trên đất Bà nhặt nó lên Ghé miệng thổi phù phù rồi cất tiếng gọi Ơ thuột ơi Cái bánh xe mà đánh mất Mày đi tìm mãi đi này Quái, còn đâu, có thế thôi mà cũng nằm lăn ra khóc hàng mấy tiếng đồng hồ. Con bé gầy còm, tóc xóa và rối bù, mặt đen sạm và trô trố đôi mắt trắng xá, chạy sổ đến vừa reo lên. Đâu bà, đâu bà, bà tìm thấy gì à? Cái thuật vô lấy mảnh sát tròn hãy còn trong tay bà nó. Nó cười khanh khách, chán, mắt, mũi chun cả lại. Nó rơi cái bánh xe ấy lên, vừa nhảy vừa reo luôn miệng. Con bé con ngồi trộm trộm trên giường Nhờ nhác nhìn cái thuột và bà nó rồi òa khóc Bà phó phải gắt lên Thuột Mày lại ngồi chơi với em đi Không nó khóc hết hơi bây giờ Nhưng vẫn không đành tâm thấy hai môi đỏ mọng Của con bé ngoác ra Dãi chảy dòng dòng Và cắm mắt đầy nhừ sàn ruộng nước mắt Bà phó buông trổi chạy đến với cháu Bà bế áp mặt nó vào ngực Vỗ nhẹ lưng nó nựng nỉu Bà thương cháu bà rồi Chả mẹ còn cái thuột kia Mày chỉ mải chơi Để cháu bà phải ngồi một mình Và bà phát đồm đốp Nhưng chỉ để có tiếng kêu vào đít con thuột Đây Bà đánh nó đau rồi Thôi cháu nín đi Tí nữa bà ra hàng bà quế Bà mua bánh tai voi cho Con bé gào lên mấy tiếng nữa rồi nín bặt Bà phó lại đặt nó xuống giường Cái thuột trèo lên ngồi bên cạnh con bé Thuột kéo áo chùi mảnh sắt Và để cho thật sạch nó nhổ nước bọt rồi lấy áo kỳ đi kỳ lại Trò chơi chẳng có gì lạ Nhưng cũng đủ làm con bé cười sặc sụa Cái thuật búng tròn mảnh sắt Lấy cái mũi trắng bẹp rúm chụp lên Và mỗi lần như thế Thuật gieo à một tiếng vào tay đứa bé Bà cụ phó lại bắt tay vào việc Quét xong nhà Bà đem chiếu ra rũ Rát giường ra đập Rồi phơi dựa vào cái hàng rào bằng nứa tép Vơi lấy mảnh sân rộng hơn mảnh chiếu dài Bà lau chùi đồ đạc một cái bàn cao lênh nghênh và khập khiễng, trên đó bảy bốn bát nhang, bốn bài vị, hai chân nến bằng gỗ, một mâm bồng và rất nhiều thứ lát nhát khác. Vỏ chai rượu, nậm sành, ấm chén, vân vân, toàn những thứ sứt mẻ, cong cớn long lở và mò ruỗng cả rồi. Từng chiếc một, bà cụ phó nhấc ra lau chùi, xong bảy ngay ngắn đúng vào chỗ cũ. Thủ xếp trong nhà gọn gàng, bà phó xuống bếp và ra sân quét dọn, nồi nào vào dế ấy, cho trong những ống dầu rau xúc bớt đi. Mấy thanh củi khẳng khiu dựa vào vách. Bên an nước, những viên gải kê các chậu dừa, chậu giặt xếp lại. Bà không để một tí dơm rác nào vương víu ở chỗ đó. Đến mảnh sân, bà phó nhổ không sót một ngọn cỏ dù mới lấm tấm mọc. Suốt chân hàng rào, các dây mùng tơi và dây mướp lại bị tỉa đi những chiếc lá chớm vàng. Chợt thấy tiếng chuông nhà thờ dồn dập ngân nga vàng tới, Ba giờ hơn rồi đấy Bà phó nhủ thầm Bà nheo mắt nhìn những giọt nắng vàng Từ một tròng cao xanh loáng rớt xuống Bà dựng chổi rễ vào góc sân Đứng dậy Nhưng chưa cất được bước Bà phó vội níu lấy bờ dầu Đừng lắng người đi Mắt bà đã nảy đom đóm và đầu óc choáng váng Giây phút sau Bà chập trọng vào nhà Nằm duỗi dài trên chiếu a à, a à. Con bé lại khóc Tiếng hò leo nhau liên miên Kéo hết nhịp này tiếp nhịp khác Bà phó mở choàng mắt Thấy con bé nằm chơi trong giữa giường Bà vùng dậy Không kịp vấn tóc chảy sang Ơ thuột ơi Ơ thuột ơi Mày không về đây thì chết ngay với tao bây giờ Không một tiếng thưa Bà phó gân cổ gào lên Ơ thuột ơi Thuột Mày không về chơi với nó cho tao còn kín nước tưới rau à Thuột ơi, Thuột ơi Mày mà để bà phải ra tìm thì bà cứ chôn sống mày Tiếng đứa bé khóc đã trở nên rít và sắc Luôn luôn gieo lên rồi lặng đi rồi lại gieo lên Nước mắt nước mũi giàn rùa Mặt nó bẩn như bôi hề Nó đái vung cả da phản Rồi nó dẫy, nó lăn Tuy bà phó đã bị sốc nó lên và cao giọng hát ru Cũng như cháu, người bà phó đã đẫm mồ hôi những giọt nước ấy mặn thêm Vì qua lần ra mặt cóc cấy Thấm cả vào miệng bà Không sao chịu được cái nóng hun đốt Trong gian nhà lụp sụp Bà phó đành bế cháu ra ngoài ngõ Giỏi ơi Còn yêu quái này Tao gọi mày rát cổ bỏng họng Mà mày đứng đấy mày không thưa à Cái thuật phụng Phịu đứng nép bên bức vách Mặt nó nhem nhúc thêm Vì lớp đất cát khác chát vào ngực nó Phơi trần ra Thuật chơm chớp mắt Yên lặng một lúc nữa mới lào nhào đáp lại. Khốn! Nhưng lúc nào cũng cứ đèo đạo bên cạnh. Hệ buông xuống lại khóc. Thì ai người ta chịu được? Sao mẹ nó không ở nhà mà bế nó? Tôi có phải đầy tớ bố mẹ nó đâu? Bà phó lắc đầu và cười nhạt. À! Thế ra ở trong nhà này chỉ bà là con ăn đầy tớ chúng bày thôi. Mày nhớn bằng ấy đấy. Hỏi ai vẫn còn phải hầu mày. Hỏi con mẹ mày nó đi làm biển biệt cả ngày kia nó để lại cho bà được một chén con gạo thì cái cơm nguội buổi trưa vào mồm mày có đủ không? Và cái thằng bố mày, nó nghe chúng bạn vào Sài Gòn xài chéo kia, hỏi nó đã gửi cho bà được chục nhấn chục bé gì. Mà từ khi mày còn như là cái rẻ vắt vai, bà phải dường cứ chiếu đái cho mày. Cho tới ngày nay, mày bắt trước con mẹ mày miếng một miếng hai với bà. Con thuộc đưa mắt gờm gờm nhìn bà nó, miệng nó dầu ra. Khốn nhưng bố tôi... Bố tôi làm sao? Bà phó nói át tiếng. Có phải thằng bố mày cướp công cướp của của bà không? Cái thằng bố mày chỉ sấp mặt vào vợ để nó chửi lại bà. Để bố mày chửi bà chưa chán thì lại cả mẹ mày nữa. Giời ơi! Ngay lúc đó như có thật bố cái thuột xuất hiện trước mắt người mẹ già này. Đó là một gã cao lớn, mặt đầy trứng cá, mì mắt hùm húp, ngoác cả môi dày ra mà quát vào tai bà phó. Bà không được chửi vợ tôi, Bà không mất tiền mua gạo đổi gì nó mà chửi nó. Bên cạnh hình ảnh này, một mụ đàn bà nung núc những thịt là thịt. Mặt mụ ta phèn phèn như cái cơi trầu. Mắt xếch, mày rậm. Trừ những ngày rét chết cỏ con, luôn luôn mụ chỉ phong phanh cái áo cộc ngùn. Ải à, sao? Tôi đây thì chó nó chửi cũng được. Nhà cửa tôi ở xa. Những lúc mụ đàn bà này lên tiếng bên cạnh chồng như thế, người mẹ già đành thôi. Bà phải nuốt xuôi những cái nghẹn rồi lên cổ họng Rồi quay đi chỗ khác Bắt tay vào việc Một năm Hai năm Ba năm Cho tới khi được con cái thuộc là cháu đầu lòng Người mẹ già không còn thấy sôi nổi lên vì bực tức nữa Và bà như là không trông thấy gì Nghe thấy gì Trong gian buồn của vợ chồng thằng con trai ở đầu nhà kia đã lủi lũi vào nhà với con bé Cái thuột vẫn lúng búng trong mồm Tuy thuột thấy bà nó là phải bà nó. Cái trí nhớ của thuật tuy mong manh, nhưng vẫn không quên được cứ những lần nào bố nó bỏ nhà đi xa và mẹ nó không đi chợ hay đi làm được, thì những lúc nó đói không một ai cho nó đấy. Chỉ có bà nó thổi cơm cho nó ăn, mua triệu quà bánh cho nó nữa. Cái thuật được ăn thật no hàng tuần lễ, hàng bao lâu không biết nữa. Bà phó bế đứa bé vào theo, trong nhà sộc thêm lên một ít nồng nực, vì hơi mồ hôi người và quần áo nhớp nhúa Bà phó đặt con bé xuống giường Nhớ nhắc trông xem cái quạt nan ở đâu Để mà quạt cho cả hai bà cháu Không người đến điên lên mất vì nóng bức Cái thuột đưa cái khăn mặt sấp nước vào cho bà nó Bà lau mặt cổ ngực cho con bé Rồi mới lau cho mình Một tay xoa rôm ở lưng con bé Một tay bà quạt liên tiếp Nắng bên ngoài vẫn trói lọi, Ánh và người tràn ngập hết mọi khoảng Trời cao vút, mênh mông xanh ở những nhà chung quanh nổi rõ những nhịp võng đưa đều đều những tiếng ru ể oải và những tiếng gà chiêm chiếp đầu đây tiếng ve sầu kêu gian đã thành một làn thanh âm buồn rượi không thay đổi dưới nắng thiêu vào những làn hơi mờ mờ con bé đã gà gà bà phó cuộn một cái áo cũ gối đầu nó lên bà càng đều tay xoa và quạt giây lát sau chân tay con bé rỗi mềm ra sự phẳng lặng nổi hẳn lên trên nét mặt nó Bà phó nhìn đôi mắt hơi sách Khép lim dim Và vành môi cong ngậm hờ hờ Lắc đầu chép miệng Lại đến giống con mẹ mày thôi Mẹ nó Thật ra con bé này như đúc ở khuôn mặt ấy ra Cây trà nó cũng rồ Lông mày ngắn ngủn Mũi to thây lẩy vào huếch, Môi trên cuộn và loe Mẹ nó cả ngày cũng biển biệt đi chợ Nhưng khác mẹ cái thuật là chị ta kiếm được tiền Đùm bọc nổi bà mẹ đẻ ra mình Thì ngày được hai miếng cơm chín bà phó lúc nào cũng điều điệu con cháu ngoại ấy và luôn luôn ngồi lặng người đi mà nghe con gái gào hét sau những buổi chợ mà y mỏi mệt và đã phải chịu nhiều sự uất ức chỉ chờ về đến nhà là chút ra Giời ơi sao thân tôi khổ thế này mà bà không biết thương tôi thao cào gạo kém bà ngồi nhà hai bữa đã có người nai lưng ra lo cho đến miệng bà lại còn lấy của tôi giấm dúi cho cháu rượu của bà tôi với con mẹ nó có phải chị em gì đâu cả thằng chồng nó nữa Thằng kia ở nhà, nó vẫn nghe con đĩ nọ mà chửi như tát nước vào mặt tôi. Bà không biết đấy à? Thôi, cơ màu này mẹ con tôi chết đâu thì chết. Để bà tha hồ mà trông nom cho chúng nó. Có khi mụ con gái này còn nằm lăn ra đất, dậy lên đành đạch. Nếu người mẹ già nói lại, hay là mẹ cái thuật cũng gào hét đối đáp vì không chịu kém cạnh và mang tiếng bấu biếu. Đứa bé đã ngủ mệt, bà phó trao cái quạt cho con thuột mày ngồi đây với nó Thỉnh thoảng phai phẩy cho nó mấy cái Để tao còn ra đón bà hàng gạo Mà đang chịu giam hào Cái thuật uể oải trèo lên giường Bà phó bước xuống lẩm bẩm Chịu mãi của người ta Mặt mình đã dày như mặt mo rồi Thế mà mình có hỏi đến tiền Thì con gái con dâu lại chu chéo lên rằng Ăn uống gì mà hết nhiều thế Giỏi đất Bà phó cắp cái giá ra ngõ ngồi bên cạnh một hàng quà dọn trên những thúng mẹt bày ngay dưới đất. Gần đấy, một chõng hàng nước. Bà bán hàng đương phe phẩy cái quạt mo, đuổi những con ruồi cứ trực xà xuống mâm bánh đúc bánh cuốn. Qua ánh nắng chói lòa, một dáng người đi lại. Bà hàng nước vội cất tiếng. Ông vườn ơi, có đậu rán mới cất đấy. Ông già nọ dựng cái cuốc vào bờ tre sau lưng bà hàng, ngồi xuống cây ghế gỗ thấp cười. Ờ ừ thì bảo cháu nó đi mua cho tôi cút rượu về nhắm nào." Dứt tiếng, ông già nho mắt nhìn sang bên cạnh. "Bà phó đi à? Bà ngồi đón gì đây?" Bà phó cũng cười. "À, ông đi làm bên chùa đã về. Tôi ngồi đón bà hàng gạo đây, vừa xem có rau cỏ gì thì mua vài mớ rau muống, Trẻ cho chúng nó ăn với mắm cái. Nhà tôi mới muối được hũ mắm ngon quá." Tí nữa ông về bảo cháu nó mang bát ra lấy một ít mà ăn. Ông lão gật gật đầu rồi móc tiền ở cái da cá trước bụng. Đưa cho bà hàng bảo cháu bà đi mua rượu. Rượu về, ông rót cả da chén khề khả uống. À này bà phó, con vệ nhà bà thế là mất đứt rồi đấy nhỉ? Ôi sao ông tính bây giờ thì chúng nó ăn đã ra bờ rồi còn gì? Ông giả chép miệng, Sao lại có những đứa ác tâm như thế Mà rời không vượt chết chúng nó đi Còn giống con má của nhà người ta Nuôi đường mơn mởn ra Mà nó đang tay và ra làm thịt Nó ăn như thế Thật bằng ăn con cái nhà nó đấy Đấy ông xem Mình có chửi rùa thì lại mang tiếng lắm điều ác khẩu Ông già tớp nhẹ một hớp rượu Xe miếng đậu trầm với tương vừa ăn vừa nói Con vệ nhà bà khôn quá nhỉ Tôi chưa thấy một con chó nào như nó đấy người ta cứ bảo chó nhà nghèo thì tham ăn mà con chó nhà bà thì cơm để đến tận mõm còn ngoảnh đi tôi vẫn nhớ một hôm bà đồng cạnh nhà tôi gọi nó sang đổ chỗ cơm trong nồi ra cái bát chậu có bao nhiêu xương gà cho cả con vàng nhà bà ấy thì con vàng sụp ngay mõm và hốc lấy hốc để còn con vện thì hình như biết phận ngồi nép bên cái cột đằng xa mắt lờ đờ nhìn đi chỗ khác bà đồng phải đánh con vàng một cái lấy lại một tảng cơm quẳng cho con vện và bà năm lần bảy lượt sụp còn vện mới ngoạm lên miếng cơm Lấm lét chạy về nhà Ông già dứt câu này nghiền cổ lên nhìn một người khách vừa đến ngồi xuống ghế Trẻ tươi nóng múc ra bát Và người khách chọn một miếng trầu Y cũng vừa uống nước Và nói với bà hàng những chuyện làm ăn của Y Và những chuyện mưa nắng ở Bắc Kỳ Sài Gòn Mà hắn đã đi khắp cả Nhưng bà phó không nghe thấy gì Tâm trí bà đã hoàn toàn bâng khuâng Và như có những làn gió lạnh thổi vang trong đó sự chua xót lại thắt lấy lòng bà Con chó mà ông già vừa nhắc đến kia Bà nuôi ngay từ khi nó mới rời vú mẹ Tới nay được vừa đúng một năm Nó là giống chó chùa ở ngay sau nhà bà Chóng to và dữ lắm Khi bà phó xin con vện về Tất cả con gái con dâu đều nhau nhau phản đối Nào tốn cơm, nào ỉa bậy Nào hay chạy rông ra đường ngoài phố Bị phạt thì lấy tiền đâu mà nộp Nào nhỡ hoa điên cắn phải người ta thì rũ tù nhưng con vện cả ngày chỉ quấn quýt bên bà phó Người đâu chó đấy Những lúc tuổi cực uất ức quá vì sự cửa nhà Bà phó đã lảng ra tít đằng góc sân chùa Và phải xua đuổi mà con vện vẫn cứ theo bà Nó ngồi trồm trỗm dưới chân bà Lưỡi thẻ lè, thở lừ khừ Mắt cũng lờ đờ nhìn một khoảng không Bà phó đã nhiều lần bị con gái dây dứt Vì tội cơm nước tốn kém Bà thoảng có ý định bán con vện đi Thì chỉ một giây sau bà thấy không thể nào làm như thế được ruột gan bà đến đứt ra mất nếu con vện bỏ bà một đêm mưa to gió lớn sợ trộm bà phó đã phải xích con vện ngay dưới chân giường bà nằm bị phải cái dây xích cũ và không hiểu tại sao con vện lại xổ ra để đến nỗi mắc bẫy luôn mấy hôm bà phó đi khắp xóm làng trên xóm dưới rêu dao xin chuộc chó chứ không dám chửi bới gì thôi con chó nhà bà vào nồi rồi Thôi, có bị giỏi đánh thì chịu chứ, những quần kia nó không khai khẩu ra đâu. Người ta đã cười và nói với bà phó như thế. Một xe ngựa bỗng lộc cộc chạy đến, bà phó vội ngước mắt lên gieo nhẹ tiếng. Kìa, bà hàng gạo đã về. Bà vội đứng lên để chỗ cho một người đàn bà áo the quần nái, vòng khuyên vàng, cùng một người đàn ông quần đũi thâm, áo cột tay, chuyển những gió gạo thóc ở trên xe xuống nhưng bà chưa dám mua vội bà phải để cho những người tiền ngay đong trước cho tới khi bà hàng gạo ngơi tay đong tần mần nhặt những hạt thóc bà phó mới mon men lại mặt cúi bà phó ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng bà phải nằn nỉ hết lời một lúc lâu người bán mới chịu khảo gạo cho bà phó bà cắp giá gạo vào với ba mứa rau muống cầm riêng ra thầy đứa bé vẫn ngủ bà dặn thêm cái thuột mấy câu nữa để nó chịu khó trông con bé rồi xuống bếp. Chia gạo đều cho con gái và con dâu, để của đứa nào vào đứa ấy rồi. Bà phó bắt đầu chẻ rau. Bóng mái nhà đã ra tới nửa sân. Trong ánh nắng, những ngọn mướp non và hoa vàng đương phơ phất. Tiếng chim chích chòe rộn ràng vắng bạc đi từ sáng. Giờ lại nổi lên vang vang trên tròm xoan ở nhà bên cạnh. Còn rào bài trong tay bà phó, đưa đều đều lên những ngọn rau từng sợi nhỏ toé xuống cái chậu sành xâm xấp nước. Bà phó mắt đăm đăm cúi xuống không chớp. Cái yên vắng lâng lâng dưới vòng trời xanh bao la của chiều hè đã tràn vào tâm trí bà. Bà tê mê, những làn gió nhẹ từ ngoài vườn cao thoảng tới, mơn man thêm trên gáy bà. Trận mấy tiếng chó sủa gian lên, như qua những lớp sương mù dày đặc một đêm đông nào. Những tiếng gâu gâu ấy vang vang trong trí tưởng của bà phó. Rồi một bộ lông vàng vằn vèo xám Hai lườn nung núc thịt, hai tay to vảnh lên Và một cái đuôi ngoe ngoẩy lướt qua mắt lờ đầu của bà phó Tiếng chó sủa càng vẳng lại gần và rõ ràng Gần gợn trong cảm giác của bà phó Và như có tiếng người nói Kìa, con vện của bà phó ở đâu đã về kìa Đánh thót cái, người bà phó giật bắn lên Bà đứng vùng dậy, nhớ nhác trông Cất tiếng gọi ủ ớ như bị bóp lấy hỏng Vện ơi vệ ơi Vệ ơi Liền với tiếng gọi Những giọt nước ấm từ hai hốc mắt giò ra Rơi nặng xuống gò má hóp Nhưng đâu nào con về, Đâu nào người gọi Đây kia cái lỗ hồng ở một góc rậu Mọi khi con vệ vẫn chui ra chui vào Từ bầy đến nay vẫn chưa rào lại Và đây kia dây xích hoen gì Lòng thòng dưới chân giường Ngay đó Trên nhà cái thuột gọi léo nhéo Bà ơi, bà ơi, cái bé đã dậy rồi, bà vào mà dỗ nó đi. Bà phó tất tưởi chạy vào, không kịp chùi nước mắt. Bà vỗ nhẹ nhẹ lên lưng con bé, cầm quạt quạt mạnh và nựng nịu Thôi, cháu bà nín đi, nín đi để bà còn xuống thổi cơm cho mà ăn. Cháu, cháu bà ngoan lắm. Chờ cho con bé bạt hẳn tiếng khóc, bà phà nói nịnh nó mấy câu nữa, rồi lấy giá gạo của phần mẹ nó đưa ra cầu dừa theo những bước chập chững của bà phó hình ảnh con vện lại chờn vờn trước mặt bà bà kéo dài yếm đen thùi trong những giọt nước mắt còn đọng lại vừa đi vừa xảy lại mẻ gạo độ hơn một bơ trong cái giá con nắng đã héo hẳn đi ánh vàng chỉ còn đọng lại vài gợn nhạt trên mấy chòm cao cao ngất khói thổi nấu ở nhiều mái lá bốc lên từng làn xám đục ta dài trước gió trong bếp nhà bà phó mấy thanh đóm cháy lom nhom cả cái hình thù còm cõi quần áo rách dưới của người mẹ già này dần nhòa đi trong bóng mờ của buổi chiều dâng lên với những vang động ồn ào mỗi phút một giây đặc Quý thính giả đang nghe câu chuyện Buổi gạt đầu tiên Sáng mờ mờ Gió bất không rít mạnh như ban đêm Nhưng một cái lạnh xe thịt vẫn tỏa xuống Từ nền trời xám đục nặng nề Cùng với sương muối đổ mỗi lúc một nhiều Tuy vậy Hầu hết những nhà trong xóm hạ thôn Bữa cơm sáng đã ăn xong rồi Họ dậy nấu cơm từ gà gái hai lượt Lúc bóng đêm hãy còn dày đặc Nhà chị tạo dậy trước tiên Chị này là người chăm chỉ nhất xóm Ngay từ lúc con gà trống nhà bà Năm Bền Cất tiếng đầu tiên lượt gái thứ hai Chị đã lừa thằng bóng đang ngủ say Rồi chạy xuống ổ rơm đánh thức cái gái Con bé 12 tuổi này Còn đang say mê với giấc ngủ ngon lành Và ấm áp trong ổ rơm Bị mẹ tung chiếu ra Nó ngồi nhòm dậy, bẩm bỉu Ngáp liền mấy cái Nó giờ nách gãi soàn soạt Chị tẹo dục Con gái con đứa đâu mà lừa như hủi Ngủ suốt đêm còn chưa héo mắt ư Thôi, dậy xúc miệng cho tỉnh táo Rồi đi sắp nồi nấu cơm con gái chợt nhớ đến bổn phận Hôm nay buổi gạt đầu mùa Nó phải nắm cơm cho bố mẹ Và chú nó ăn đi ra đồng Nó chỉ có việc nấu nổi cơm ba ống gạo Vừa để ăn buổi sáng Vừa nắm hai nắm để đến trưa Và đun ấm nước chè tươi thật đặc Thức ăn đã nấu sẵn từ hôm qua Một nồi cá vụn kho với chuối xanh Một niêu tép giang và ít muối vừng Cây gái bê gạo ra ao vò Một luồng lạnh tê buốt chạy từ bàn tay nó rúng nước và chuyển đi khắp người như tuốt mạnh vào các mạch máu Cái gái dùng mình Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập Tiếng vỗ giá và sát gạo rào rào của gái đánh thức anh Tư Nhà ở cạnh bờ ao Anh Tư Tiếng hãy còn ngái ngủ gọi vợ Bù nó ơi Bù nó Gả gái hai lượt rồi Dậy sắp sửa nấu cơm đi thôi chứ Cái gái nghe thấy chị Tư ú ớ một lúc rồi lại ngủ yên cái ổ ấm với mảnh chăn nâu dày Hãy còn níu chị lại vì giấc ngủ mê mệt Kìa bu nó Không dậy đi Còn ngủ mãi Sau lần gọi này Chị Tư vẫn im thìn thít Anh Tư dậy đi nấu cơm lấy Anh này hiền lành quá và hay nể vợ Một người vợ đánh đá Mà cả xóm ai cũng ghét Vì cái thói lười và bắt nạt chồng Cái gái tùm tìm nói rõ sang Thôi, bà không dậy thì ông làm lấy cũng được chứ sao? Kính vợ đắc thọ mà. Những tiếng bồm bộp và rào rào nghe lạnh rợi từ nhà anh Tư, cứ lan ra dần mãi các nhà khác trong xóm. Từ bao lâu yên lặng, âm thầm, xóm hạ thôn hôm nay như sống lại một cái gì mới mẻ. Một nỗi vui rộn ràng của một buổi sáng sao xác cùng với ánh lửa rơm chập chờn qua những dặn tre thưa. Anh Tẹo và chú hai đã trẻ xong hai bó lạt dài, và bện xong cái nọn rơm to bằng bắp đùi. Hai ba cái hái buộc vào đầu hai đòn càn. Họ ngồi uống thong thả những bát nước trẻ tươi xanh đặc bốc hơi và rít từng hơi thuốc lào rất sâu. Cây điếu cầy kêu giòn tanh tách. Nước nóng làm cho lòng ấm áp. Anh Tẹo và chú hai mắt lờ đờ tê dại trong thứ say xưa khoan khoái nhẹ nhàng của chất nước trẻ tươi ngọt lịm và khói thuốc cay nồng dần thấm thía trong cơ thể. Chị Tẹo đã nai nịt gọn gàng bộ quần áo nâu và bạc màu. Cái khăn vuông bịt chặt lấy hai má Buộc bằng một vòng lạt Ba cái lạt nữa buộc ngang thắt lưng Và hai ống quần sàn đến đầu gối Trông chị khỏe mạnh chẳng kém gì đàn ông Với thân người nở nang Và nước da đen bóng Chị ngậm một miếng dầu to Không nhai Chị viên một mồi thuốc bằng quả táo con Đánh vào các kẽ răng rồi ngậm cả với dầu Chị gọi đến 10 miếng nữa Vào cái khăn tay còn sắt thắt lưng để ăn dần Từ đầu xóm đến cuối xóm Đã lục tục người đi ra đồng Họ gọi nhau ơi ới Cái cổng tre lõi đi vào xóm Cũng đã dựng lên như một cửa hang Giữa hai dạng tre dày xanh ôm um. Nó nhả ra dần dần từng đàn người Lố nhố trên vai Hái, liềm, đòn càn, đòn gánh Những cái nọn rơm cuốn khói lên lẫn với xương trắng xóa Người nào cũng sách trong tay Hoặc ấm nước, cây điếu cày Hoặc nắm cơm gói mo Người nọ nối gót người kia Đi thành một hàng dài trên con đường đất hẹp Viền cỏ đấm xương tiếng chuyện trò gì rào và tiếng cười giòn giã sát theo những bóng nâu thấp thoáng lờ mờ đó vài anh con trai đã bắt đầu nói những câu đùa cợt với mấy cô đi sát bên mẹ hay đi riêng thành bọn với nhau này bu ơi bu nhà con hôm nay nó có đi gạt không đấy một anh chàng lực lưỡng vỗ vai bà cụ muốn hỏi câu này bà cụ già chỉ cười một cái cười chiếu lệ nhưng cô con gái đi cạnh bà động lòng ngay nghe như tiếng bác vận phải không Bác hỏi nhầm rồi Bác gái đã cưới đâu cơ chứ Anh vẫn cười hì hì một cách cục mịch Anh ta còn lúng túng chưa nghĩ được câu trả lời Thì một anh bạn đi sau đã dướn lên nói hổ Bác gái cứ nói thế chứ Một ngày là ngãi Chuyến đỏ lên quen Đã yêu nhau ra chẳng cưới năm nay thì sang năm chứ sao Cô con gái đã thấy thẹn Nhưng cũng hơi sung sướng vì câu nói đầy ý tứ và có duyên đó Vài cô khác khúc khích cười và cũng mong người ta nói đùa đến mình Nhưng mà chỉ vài câu chuyện lấy vui đó thôi Họ chẳng thiết gì lắm đâu Trai gái xóm này quanh năm vất vả Không bao giờ dỗi tay làm việc Họ còn lúc nào mà nghĩ đến sự phải lòng phải bề Nhân tình nhân ngãi Ở những tâm hồn luôn luôn bị lo âu và dày vò này Tình yêu Nếu có cũng chỉ thoáng qua như một làn gió nhẹ Phật phơ lúc trời nồng rực Và lại những buổi đi làm đông đúc Sự đùa cợt ấy là thường cốt cho vui vẻ để quên mệt và làm việc được hăng hái. Họ đã đi ra đến đồng. Đồng mùa mênh mông như một cái thảm vàng bao la, trải mãi đến chân trời mở hơi dương. Lúa mới sừng nước hương thơm ngọt ngọt. Những tia nắng dịu buổi sáng đã lách kẽ dạng tre mà chiều xuống những bông lúa ngả nghiêng. Cả cánh đồng tham thẳm Choàng gần 200 mẫu này, người ta đã quen gọi là ấp hạ thôn, mà chủ là bà cửu thị. Những dân xóm này từ 10 năm nay vẫn nhận ruộng của bà cửu với cấy rẽ. Nhanh nhẹn, vội vàng, tất cả đã tản mác ra các ngà ruộng như một đàn chim tản mác đi kiếm mồi. Họ ngập mình trong bể lúa cuồn cuộn những lớp sóng óng ánh. Đứng xa người ta chỉ còn trông thấy những cái nón nhô lên, những nét trắng tròn loang lổ trên nền lúa vàng mượt, những liềm hái sắc ngọt liếm nhanh từng khoảng ruộng để chơi những gốc xạ lấm chấm tổ ong. Gió lan ra xa, và đem theo giọng hát êm ái. Vẫn cái giọng hát ngọt ngào và cao vòi vòi của chị Đĩ Bờ, một chị hóa chồng và bèm mép. Này, giảm ba câu nữa đi cho vui tai mà làm việc chứ chị Đĩ Bờ. Gớm, có tài thì cứ hay làm bộ gớm đi ấy. Tôi mà biết hát, có người cầu cạnh thế, thì tôi cứ hát túa ra một hồi cho tất cả chị em nghe đến sướng tai. Một bác vốn mê giọng hát của chị Đĩ Bờ nói khích chị này chậm rãi nhổ miếng bã dầu đã xác sơ hắng giọng rồi cất tiếng rất đậm vải trong vào vườn bẻ quả cau xanh bổ ra làm tám triềng anh sơi dầu dầu này thêm những vôi tàu ở giữa đệm quế đôi đầu thơm cay mời anh xơi miếng dầu này hay lắm giá trị mà làm con dai, thì gái cứ làm mê tít đi à nhưng mà chị hát cái giọng cò lả mà nghe Tôi chưa được nghe chị hát cò là bao giờ. Chị đĩ bảo nói nhún. Giọng cò là tôi hát cũng được, nhưng mà không hay đâu. Xong các bà các bác, các chị muốn nghe, thì tôi cũng hát vài câu. Có trướng tai thì các bà các bác, các chị cũng để bụng. Bài hát đổi sang điệu cò là Con cò bay bồng, bồng bay cao Bay qua là qua phố cát, bay vào vào đồng đăng duyên mình rằng là duyên mình ơi có nhớ nhớ anh chăng mọi người trầm trộ khen ngợi nhiều cô đứng thử người ra tê mê trong giọng hát êm ái đó mặt trời càng lên cao thì những ruộng lúa càng khuyết dần đi cái lạnh ban sáng đã tan bây giờ người ta càng dễ chịu trong ánh nắng ấm áp những cánh tay làm việc càng hăng hái thêm trên đường từ đồng về xóm những đàn ông khỏe mạnh chạy nhịp nhàng dưới những gánh lúa nặng chiếu vàng hoe dưới ánh nắng mặt trời đầu đầu cũng tới tấp cũng rộn ràng một sự hoạt động như không bao giờ ngừng thừa thớt trên cái bờ cỏ vài người đàn bà đứng tuổi đã lên ngồi nghỉ để uống bát nước giải lao và nghiền miếng dầu cho thấm thía những bác đàn ông nạp những mồi thuốc to vào điếu cày và gắp than lửa trong nạn rơm để hút giam bà cô con gái bóc bánh gù ra ăn những thức này giả bằng mấy nắm lúa cho người đổi đồng Người đổi đồng là vợ anh mõ làng Năm nào cũng làm hàng để đi đổi kiếm mươi thúng thóc Dành dịu đến ngày 3 tháng 8 Sự nghỉ ngơi chỉ trong răm phút Nghĩa là nhai dập miếng dầu Những cái lưng lại bắt đầu cong xuống Những cánh tay cát và bó lúa không ngơi Cho tới lúc mà rời lên đến đỉnh đầu Người ta thu hái liềm cất một chỗ để đi ăn cơm Cơm dọn ngay trên cánh đồng cỏ dưới gốc đa hay trên một con đường được ủ bóng mát dạng tre. Cơm nắm cắt mịn ra từng khoanh dày. Không cần đũa, họ bốc bằng tay rồi chấm muối vừng. Họ ăn ngon lành hơn một bữa cơm thịnh soạn. Những cái dạ dày khỏe mạnh, như nghe rõ thấy chất béo bùi của cơm gạo đỏ và muối vừng ngấm vào. Ăn xong bữa cơm giữa trời với vài ngụm nước chè tráng miệng. Họ nằm dài cả ra bờ đường hay trên cánh đồng cỏ mà ngủ. Những cô con gái e lệ thì tìm chỗ kín đáo hơn trong một xó đỉnh hay một góc vườn sạch sẽ. Trong xóm hạ thôn, nhà nào lúa cũng chất cao. Bàn thờ và một vài cái giường phản hãy tạm dọn đi để lấy chỗ chứa lúa. Ngoài sân, người ta che liếp lên và vần cối đá ra. Công việc đập lúa bắt đầu. Khắp xóm ẩm ý những tiếng thỉnh thịch của lúa đập mạnh vào cối đá thùng. Nhà anh tẹo, thóc bàn tòe ra cả đến ngõ. Anh tẹo và chú hai đập chung một cái cối chỉ độ trùng nhát đập của hai cánh tay rắn chắc. Gồi lúa đã dụng hết hạt chỉ còn chưa lại dơm. Anh Tẹo và chú hai ném ra giữa sân để chị Tẹo và cái gái rũ sạch những hạt thóc còn vướng lại ở các kẽ. Dơm rũ rồi, anh Tẹo còn phải bừa lại một lượt để cho thóc lép dụng hết. Thóc ấy gọi là thóc bừa dơm. Công việc này làm vào buổi tối, dưới rời sáng răng, hay dưới ánh sáng một ngọn đèn treo ở trước cửa nhà những buổi bữa dơm tối thằng cô nhà anh tẹo vui lắm Nó gọi mấy đứa trẻ bên hàng xóm sang Để chơi trò lộn bò và rồng chuối trên sân rơm Trong khi những đứa trẻ nô đùa Thì con trâu cái bừa và anh tẹo Vẫn lướt xung quanh sân rơm sông lên hơi ấm và hăng hắc của lúa bốc men Vì bị ủ lâu ngày Chị tẹo và cái gái cầm nặng gầy để san rơm cho đều Cái cảnh tượng làm ăn ấy cũng diễn ra ở sân các nhà khác Người ta nghe thấy những tiếng dục trâu rất khẽ lẫn trong tiếng gieo nô, Đi! Vắt! Vắt vào! Ngày mai, lùa trong xóm đập đã vãn, thừa thớt còn vài nhà. Nhà anh Tẹo chỉ còn việc phơi thóc cho già nữa là hoàn toàn. rơm bừa xong đã đánh thành đống cao, có cây gióng dài làm cột trụ, và trên đầu cột úp cái nồi đất con. Chị Tẹo và cái gái lấy chổi quét từ ngoài ngõ vào đến sân, rồi đến các xó nhà, để thu hết những hạt thóc vương vãi không bỏ phí một hột nào. Tuy vậy, những con gà trong xóm cũng nhặt nhạnh được mấy bữa no Những ngày sau này tạm gọi là những ngày nghỉ ngơi Vì chỉ còn việc đổ thóc ra sân phơi Dì nắng hay mùa đông Chỉ trong 3 hay 4 ngày Là những hạt thóc đã khô giòn và già cân cất Anh Tẹo và chú hai đứng trên ghế cao dê thóc xuống Chị Tẹo và cái gái cầm chiếc quạt to bằng giấy phất cậy quạt phành phạch Mỗi thùng thóc phải dê đến 3 lượt mới sạch hết bụi Và những vỏ thóc lép Cả anh chị Tẹo chú hai và cái gái, y ạch mãi đến tối mịt mới xong. Bây giờ những thóc đổ vừa đã sạch hết rác cạn và bụi đất. Từ nhà này sang nhà khác, đã lao phao những tiếng hỏi thăm lẫn nhau về mùa màng. Bác bố ơi, năm nay có khá thóc, cho nhà em vay tạm vài thúng, rồi đến Tết em giả nào. Bác bốn gái đứng ở sân giọng rằn rỗi. Ôi dào, còn đang chán chết người đi đây, vay với mượn gì, nợ như chúa trổm mong đến mùa già mà được có hơn hai chục thúng thóc phèn này đến bỏ sới mà đi bà bên cạnh cũng chèn cái giọng sầu náo vào năm nay thì mấy mẹ con bà cháu tôi đến phải ăn ngày một bữa mất thôi tôi tính trừ thóc giả nợ đi chỉ còn vẹn vẹn chưa được hai chục thúng con thì làm sao mà đủ ăn từ giò đến dạo chiêm anh tẹo gọi bà nọ rồi chỉ lên đống rơm nhà mình đây bà cứ trông đống rơm nhà cháu thì biết. Mọi năm có phải cái đầu cột chỉ thừa có một gang tay thôi không? Thế mà năm nay, thừa ra đến hơn hai thước. Rơm ít thì thóc nhiều sao được. Đổ thóc vào vựa, cháu thấy kém hẳn năm ngoái gần ba chục thúng. Mai kia lại đưa đi một nửa giả nợ mấy món mười lăm thúng nữa, thế là gần vừa vặn. Từ bờ ao bên kia, tiếng loa quá của vệ túc cũng bàn góp. Có ai ngờ rằng năm nay mùa màng lại kém thế này? dạo mới cấy lúa xanh tốt. Ai cũng tưởng là đem ra kiếm được bát ăn. Nhưng mà thật là rời không muốn cho con nhà nghèo mở mặt. Tháng 8 mà đâm ra nắng hanh, rồi thì sáng bấc tối nồm, suốt tháng không mưa được một hột nào. Các chân ruộng cứ là cạn khô cả đi. Sau một hồi ho khủ khụ ngắt quãng, anh ta lại tiếp. Giá mà được người chủ ruộng thảo lào thì gặp phải mùa xấu thế này, cũng có thể khất lại được giam ba thúng nhưng mà cụ cửu nhà ta thì đến một hột nhỏ cũng đừng hòng cái anh vận cục mịch cũng bị dòng chuyện trò này lôi cuốn vào để mà than thở thật rời hại nhà nghèo thật tôi cũng định xong mùa bớt ra vải thúng để may cái áo thâm tây và mua cái khăn diện tết bây giờ thóc lúa thế này thật là nhão toét ấy tôi cũng thế cứ đinh ninh từ dạo nọ đến giờ rằng thế nào cũng bán đi ít nhiều để may cho bu nó đôi quần đũi và mua cho cháu cái áo vệ sinh mạc Z thành ra cũng hỏng chú hai tiếp bằng cái giọng khàn khàn bên nhà chú tẹo cái gái đã lại sụt sùi mấy ngày rồi nó chỉ khóc đòi may cái quần láng mà bố mẹ nó đã hứa từ dạo tháng 7 vợ chồng anh tạo nhăn nhó rũ con thôi năm nay đành vậy con ạ à. cứ chịu khó làm đến vụ chiêm sang năm bà bu may hẳn cho cái quần lụa cô đô và cả cái áo dài vài đồng lầm nữa quý thính giả đang nghe câu chuyện Hai dòng sữa Qua ngọn lửa, tiếng người nói sang Thật là mưa vàng mưa bạc Không mau có trận mưa này Thì người ta còn là khổ Rồi với đất, hại người ta Làm gạo một đồng bảy ống cân Kiếm bao nhiêu cũng không lại với cái ăn Người nhớn méo mặt đằng người nhớn Trẻ con thì đậu sởi Đầu đầu cũng kêu oai oái, Cầu đảo mãi cũng chẳng thấy gì Tôi mới thật chết Thấy làm được Bù nói nhà tôi lại nhận cấy cả hơn mẫu ruộng bên cạnh nữa Bao nhiêu tiền của tôi ngoài này Đều dồn cả vào vụ chiêm Thế mà ông cứ nắng trang trang hơn cả nắng tháng năm ấy Ruộng nẻ căng ra Lúa cứ bỏ đi Ngồi thì xa và gạn hết hơi cũng không được giọt nước Hỏi còn mong vớt vát gì được nữa Chưa bao giờ riêng hai Mà lại không có tí mưa phùn nào Giang vàng cảnh cạnh Đêm ngủ phải vứt cả chăn đi Sáng ra sương cứ mù trời như thế. Có giọng đàn bà xen vào. Thôi, được trận mưa này, tháng ba tới nhà quê tha hồ mà vào đám. Các phường trèo không còn kịp hát, bắt bao nhiêu một bản các cụ cũng nhắm mắt mà giả. Cái giọng vui cười ấy ngừng lại giây phút thì rèo lên. Thầy nữa này, đã tráng sạch cái thùng đem ra hứng nước chưa? Mưa càng to lắm đấy, chỉ một lúc là đầy thùng, đỡ được mấy chuyến mà vào tận trong làng vét từng khao nước đục lầm lầm gió ùa vào thổi đánh xoạt lên mái tôn và rung ầm ầm tất cả những tấm phên tre ngọn đèn dầu tây tạt dài suýt tắt mưa rền vang những tiếng vu vu như của muôn nghìn cối say thóc chạy đều trước những bắp tay mê man những tiếng nói lại im bặt vợ chồng người phu trẻ nốt cái gốc củi cho thêm vào bếp người phu bạn ngồi sát mé trong tóc đã vớt bạc và da mai mái đã nhăn nheo. Bác lại rót nước trẻ tươi trong cái ấm đun lơ lửng trên bếp da chén. Y cùng vợ chồng người bạn vừa thổi vừa uống từng hớp nhỏ. Sự khoan khoái tràn cả tâm hồn Huyên đã tan hết. Đầu Huyên dần nặng chĩu, cả người bứt rứt. Người ta nói những gì bên tai, Huyên như không nghe thấy. Ngạ lưng vào tấm tôn, chân co lại, cánh tay vòng lấy đầu gối, Huyền thấy rõ một sự mỏi mệt đen thẫm đã chạy khắp mạch máu. Huyền đành phải ngồi yên mà chịu cái hình phạt không tên ấy. Bạn đi một dạo, giờ lại đến kìm kẹp thiêu đốt Huyền. Trưa hôm nay, nắng hoe lên một chút rồi lại lịm đi. Mây xám từng đám nhỏ tụ dần vào đoạn lan ra, nhợt nhạt, đậm lấy gần hết trên cao. Gió lạnh nổi lên luôn luôn, dài và xoáy. Vài hột mưa lác đác bay, sau đó cái nồng oai ả à lại bừng dậy không khí đặc dệt thêm. Huyên nằm, ngồi không sao yên được một phút. Tâm trí Huyên cứ ngủn ngủ trước đống sách báo ngổn ngang. Huyên đi lại mãi trong gian phòng, nhưng không dám trông ra đường để khuây khỏa với sự đi lại. Chối vào mắt Huyên, cái giải nhựa xám xịt và nhớp nháp, cùng những bóng dáng lộn xộn và chốn tránh kia, còn ghê sợ hơn là những gai lửa. Đến bây giờ, người bạn Huyên ở Uông Bí lại đánh luôn dây thép gọi Huyên vào ngay. Chắc trong đó một cuộc vui gì đang sôi nổi lắm Và phải có Huyền mới tưng bừng Nên hắn mới thúc dục như thế Huyền đã định không đi Huyền sợ lắm cái không khí tàn than bụi Và nhất là đêm tối buồn đến mùn người ra được Huyền đã vào đây mấy lần Chỉ ở chơi được một ngày là phải từ giã ngay Nhưng hôm nay nếu Huyền ở nhà cũng lại khổ sở vô cùng Vì không còn chỗ nào để đến chơi Và một việc gì để cất nhắc rồi cứ vớt vưởng trong cái gian gác bề bộn và đi ra những phố cảnh tượng như vấy mực ấy. Huyền chỉ càng sôi thêm người và lại trở về nằm vật ra giường mà chịu những cấu xé của chán nản. Không thế thì Huyền chết mất. Huyền không thể nào chịu đựng được cái cảnh trời u ám và một tâm trí rũ rượi ấy được. Nền trời hẹp nén nữa xuống cảnh vật với sắc xám nhờ. Gió vù vù, bắt đầu nặng và ướt. Huyền hết sức đạp, môi mím lại mắt nhìn hút lấy đằng trước. Huyền sang qua đỏ bính và vừa khỏi núi đèo. Gió càng cuốn lấy bánh xe của Huyền. Đây đó cây cỏ như sắp bật tung cả rễ. Mây đen đặc chạy dồn dập trên đầu Huyền. Vút những giọt nước lạnh xỉa mạnh hơn, dày hơn vào mặt Huyền. Chết rồi, mưa to đến nơi rồi. Huyền rít lên một tiếng, dạp thêm người xuống, thở hồng hộc và đạp. Huyền không thể nào trở về được. Đành rằng Huyên ướt hết và cảm ngã vật ra dọc đường. Như thế còn hơn Huyên không ngủ được. Chẳng chọc nghe rõ ràng ở xa kia. Tiếng cười nói réo lên cùng ánh sáng đèn. Qua tiếng mưa gió và bóng tối vây bọc bên ngoài. Trong cuộc họp huyên náo ấy, người ta lại luôn luôn nhắc tới Huyên. Và người ta đàn hát, vui vẻ say sưa bao nhiêu. Qua được hai cái cầu, băng hẳn vào quãng đường không còn nhà cửa ruộng nương gì nữa. Huyên đạp chậm dần. Cái mũ dạo huyên đội đã ướt sũng những quần áo đẫm nước nặng như một hòm sắt chất trên lưng huyên tai huyên ủ đi ngực tức tối từng hơi thở toát xa như đem theo từng khúc ruột huyền phải đạp chậm hơn nữa và trao mày lại quắc nhìn cái vùng tối thẫm và ầm ầm chạy trước mắt huyền thấy phải dừng xe không đến đứt thở mất huyền đã quá tin ở sức mình giờ mới rõ đã suy kiệt lắm rồi không còn Huyên ham hở đi bộ ngày 60 cây số và đạp xe Hà Nội Hải Phòng từ sáng đến chiều cứ như không. Cây sống lưng đau sụn và hai bên mạng mỡ gò lại. Nói hẳn vào mặt cho Huyên biết rằng Huyên sắp bất lực trước cả một việc làm mà người thường chẳng coi mùi gì. Vì sức Huyên đã bị hút hết bởi sự ăn không ngồi rồi và chơi bời thâu đêm. Người chồng, gương mặt rắn và mày rậm, đưa mắt cho vợ rồi nhìn vào những đồ củi cháy lam đom ở trước mặt. Người vợ gật đầu Y ngước trông lên vẻ phờ phạc của Huyên Huyên không có vẻ gì là hạng người sốc vác dầu rãi Mà giờ phong phanh mỗi cái áo lót mình lùng thùng thế kia Chắc Huyên rét lắm Nên môi mím lại Vai rung rung Nghĩ thế Người đàn bà quay ra rút nút bó củi giờ Huyên vội ngồi thẳng lên xua tay Thôi bác ạ à, Thế này đủ ấm lắm rồi Cảm ơn bác Người vợ cứ chất củi vào bếp Huyền liền kéo ra trò vào đống than bánh xếp cao ngất đằng sau người chồng. Than đốt hồ lô còn nhiều thế này, củi làm năm chỉ có mấy bó nhỏ, thiếu thì sao, chợ lại xa. Người chồng cười. Củi đây chúng tôi có phải mua đâu mà sợ chợ xa. Củi xú, củi trang, đầy bãi ngoài kia, kiếm về đốt đi chứ. Ông tính đốt nhiều như chúng tôi, tiền đâu mà mua cho xuể. Vâng, thì củi xú, củi trang, nhưng đâu phải tự nhiên mà có. Các bác phải lấy lội khuôn về phơi phóng Và trẻ khói nhọc mới có chứ Và lại tôi có rét nữa đâu Đốt phí đi Ngay trong câu nói Huyền thấy lòng mình càng dạo rực Nếu Huyền không lần mò vào đây với họ Thì có lẽ họ đã ngủ kỹ Đâu phải đun nước Ngồi uống cầm chừng với nhau để cho khuya thêm ít nữa Thu xếp chỗ nằm Bọn họ tất cả 8 người Không kể người đàn bà Nhà của họ Huyền đương chú đây Chỉ là một lớp những tấm tôn những ván gỗ ghép với nhau dựng lên Mái xoay xoài, xoài dựa vào một gốc cây gạo Và một bụi cây dài Chỗ tạm bỡ của những phu làm đường chui ra chui vào Họ góp tiền đong gạo Mua thức ăn để vợ người phu kia Thổi nấu ăn uống cho mà làm việc Người ta chia cái mái đó ra Làm hai khoảng ngăn Bởi một dãy những sẻng, cuốc, đập Thùng hắc ín, ván gỗ Và những đồ dùng lặt vặt khác nữa Khoảng bên kia hẹp hơn Ngổn ngang những vật liệu trên một đống mảnh ván Đúng sáu người phu nằm sát vào nhau Đắp chiếu lù lù Bên này rộng gấp đôi có một tấm phản Ghép nhìn hơn cái chiếu Đó là cái giường độc nhất nhường cho người đàn bà Và ba đứa nhỏ Những đứa này đương nằm giúp với nhau Trong cái chăn bao tải Ở mé sau lưng huyên Trời mưa Bao nhiêu củi đóm người ta dọn cả vào ngăn bên hai vợ chồng Nên cái phần chiếu để người chồng và người phu đứng tuổi nằm Bị lấn đi gần một góc Cạnh đấy lại chất bếp và bên trên hong kín quần áo như thế huyên làm sao được huyên một người mặc quần áo tây đầu trải mượt và đi cái xe đạp mạ kền sáng choang trông còn sang hơn cả những ông thanh tra của họ bọn phu xe chẳng để cho huyên nằm chật trội nào một người sẽ dọn bớt đi một ít đồ đạc rồi kê vài tấm ván ngủ trên đó mà để cái chiếu phần huyên và chồng người đàn bà không huyên chẳng dám nhận sự đặc biệt nằm trên cái giường kia đâu Huyên sẽ ngủ chung dưới đất với cha mấy đứa nhỏ. Nhưng dù sao Huyên vẫn thấy mình xa cách hẳn họ. Người ta trọng đại Huyên một cách sợ sệt, miễn cưỡng, chứ đâu vì sự thân mến, hiểu biết. Rồi mai nếu ngớt mưa, Huyên ra đi, thế nào họ chả nhìn theo Huyên với những con mắt khoan khoái của những kẻ chút được gánh nặng. Tùy Huyên cho mấy đứa trẻ hàng đồng bạc nữa. Không nghe Huyên, người đàn bà đã chặt củi, đốt cháy ngùn ngụt. Những ngọn sáng vàng rực tỏa ra cả bên ngoài Làm chập chờn hẳn một khoảng trời Cạnh bếp lửa không kiềng Không đầu rau gì cả Vóc người Huyên nổi bật lên Hoạt động luôn luôn trên tấm tôn quét vôi trắng Da mặt Huyên đã lại tươi Tóc trải lại Vén cao lên chán Răng trắng muốn lấp lánh Những tia sáng ở mắt Huyên ngời ra nhiều hơn Người phu đứng tuổi Và hai vợ chồng thấy Huyên yên lặng đam đam Họ không dám nhìn Huyên nữa Cả ba cùng trông vào ngọn lửa Hồi hộp chờ một dịp cất tiếng nói với nhau Rào, rào, rào Mưa và gió đều một nhịp Chớp nhóng luôn luôn xé ra Hai bên đường bãi lầy Xú và cỏ dại mọc mông mênh Đã ngập nước theo đó chạy vút đi Và những đám núi thấp Lởm chởm mốc thách Nhảy trồm lên thành những hình thù quái dị Cả cái vùng cây số 20 cách uông bí này Chìm hẳn trong một biển mực mây bóng nóc nhà và những lùm tre cuối cùng ở tít mù đằng chân trời. Biến đi nốt với những thửa ruộng nhỏ hẹp, chỉ cấy được một mùa. Cố khai lấn ra bãi lầy mà không được. Không cứ đêm tối, ngay giữa ban ngày, vẻ cào cằn cũng gai góc và bao la như thế. Dần đây hầu hết đổ vào uông bí, vàng danh, hay đi hồng gai hài phòng làm việc. Còn lại đàn bà và người già thì trông coi con trẻ, bắt cấy và kiếm củi bán. Nhà nào có giam xào vườn, Ấy là được chỗ đất tốt lắm Họ trồng kín sau Khoai, đỗ Và đổ đất dựng nền ở ngoài bãi mà ở Chứ không dám lấn vào cái khoảng trồng trọt quý hơn vàng ngọc này Suốt dài đường có vừa đúng ba quán nước Mà bún riêu là quà sang nhất Thứ này và kẹo là kẹo vừng Chỉ để bán cho khách qua đường Chứ người làng thì đừng hòng Dù chỉ một xu Mệt lắm họ vào ngồi nghỉ Uống trinh nước Hút nhỏ điếu thuốc rồi ra đi Trời nắng xém cây cỏ Mồ hôi đầm đìa nhễ nhại cả da thịt sắn như sành Thế mà họ cứ đầu trần Lẹo đẹo trên vai gánh củi nặng trĩu Buộc kèm một nắm cơm và ít muối vừng vào chiếc mo Huyền không nhìn vào bếp lửa nữa Trông ra ngoài Cây nền tối thẳm kéo hút lấy mắt Huyên Tới một vùng sáng rực thì dừng lại Uông bí đây Giờ đây chắc cũng đường mưa to lắm Mây dậy phố lèo tèo nhà gạch Và những xóm nhà lá đông đúc của phu thợ Càng được dịp lặng đi trong cái yên vắng vang vang tiếng máy chạy của nhà điện, nhà sàng, của xưởng thọ và của những đoàn xe gòn chở than thâu đêm ra đền công. Những tiếng chuyển động của sự làm việc không ngừng này phải vui lắm, kích thích lòng ham hờ và tin tưởng lắm với những người nghèo khổ như bọn phu lục lộ đây hay những dân vùng chung quanh họ ngay lúc ban đêm và tưởng đến mai kia con cái họ sẽ có công việc tốt ở những nơi máy móc đó. Được trận mưa to gió lớn thổi tan cái oi nồng đi Giấc ngủ của họ còn có tiếng máy chạy du thêm Thuốc bổ nào bằng Sự buồn nản và bại liệt chỉ ở trong người Huyên Hay những ai như Huyên sống không phải làm gì Chứ những tâm hồn chất phác và chịu khó đâu bị như thế Có tiếng nước giò lộp đột gần chỗ Huyên Người chồng giật mình ngoảnh lại kêu Chết, mưa bắn cả vào đàn ông rồi Huyền quay lại, người chồng vội đứng dậy, nâng hai tay cái đàn lên, nhớ nhác tìm chỗ để, Huyền cao mày đón lấy Và phải cố cất tiếng đè qua sự khổ sở Bà cứ dựng ngay cuối giường kia Dẫu có ướt cái hộp cũng chẳng cần Người chồng cười lắc đầu Không Dựng như thế nhỡ ra trẻ nhà cháu Chúng nó dẫm đạp phải Và hơi đất bốc lên hỏng mất Của bạc chục của các ông chứ ít ỏi gì Để tôi gạt những quần áo phơi về bên Mà treo nó lên vậy Huyền xua tay Được bác ạ à, Dựng lui vào mé trong được mà quần áo của các bác phơi để mai mặc đi làm phải để nguyên đấy không dám để người đàn ông phải loay hoay vì cái vật chẳng có ý nghĩa với họ huyền nhấc bổng nó lên đưa mạnh vào cuối tấm phản người chồng vẫn mở to mắt nhìn huyên ngay đó người vợ rùa rè hỏi thưa ông cái đàn tây ấy bên ta chắc không làm được có bác ạ à, giờ bên ta làm cũng không kém mấy thưa ông thế mua hết những bao nhiêu có hơn chục bạc thôi Người đàn bà dương mắt lên rồi tươi cười Đàn thế chắc đánh nghe hay lắm Ấy năm ngoái cháu ở trong uông Ngày hội thấy các quan cũng mời các ông trong sở vào ngoài hải phòng và đánh đàn Hàng mấy nghìn người cứ im phăng phát mà nghe Chưa bao giờ cháu được xem như thế Người phu đứng tuổi gật gật Cả cháu cũng chả hiểu là bài gì Mà cũng cứ muốn đứng nghe suốt đêm Thưa ông vậy vào uông chuyến này Thế nào ông cho ở đến chủ nhật Sau có mấy hội đá bóng thi và học trò tập võ Dựng vội quá Cây đàn của Huyên vừa bị một luồng gió rung mạnh liền đổ sầm xuống Ren, ren Những tiếng ngân gian ra Chết chửa Cả hai vợ chồng và người phu bạn đều kêu lên Huyên cao mày và lần này Huyên thấy rôi hẳn người lên Huyên ngẹn ngào đứng dậy để lại hộp đàn Cái móc kền lâu ngày không còn chặt Buột ra Nắp hộp hé hé Huyền run run cài ấn vào Nhưng vừa buông tay Huyền thở rít một tiếng nhẹ Mở từ từ nắp hộp ra Lờ đờ nhìn cây đàn Bỗng Huyền cúi xuống Đưa dài mấy ngón tay gại mạnh lên bộ dây lấp lánh dưới mắt Phương, 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 phương Trong những âm thanh rối loạn nọ Cả da thịt và tâm hồn Huyên vụt đau chói Như bị một loạt dây da có móc câu quất lên Huyên mỉm cười lắc đầu Đóng lại nắp hộp rồi lừ đừ ngồi vào chỗ cũ Tưởng rằng Huyên để ý đến câu mình nói vừa rồi Người phu đứng tuổi cười nhìn Huyên Hay thưa ông có việc gì kha khá Ông nói với ông chủ ở lại mà làm Dạo này trong đó có cả nhà ô xét Và mới mở thêm mấy dậy phố vui lắm Không thể yên lặng được nữa Nghe mãi người ta hỏi mình Huyên nhìn sâu vào gương mặt sầu rãi Với nước da mai mái của người phu nọ Lắc đầu nói Không bác ạ à, Tôi chỉ có thể ở đây được ngày mai Rồi về phòng ngay Thế ông vẫn làm ngoài phòng Hôm nay chiều thứ bảy nghỉ đi chơi Huyền cúi mặt xuống run run Không Tôi chưa làm đâu cả Nhưng tôi chỉ được ở lại uông ngày mai thôi Tôi Tôi Người đàn bà đam đam nhìn Huyền Mắt long lành Y khó hiểu quá Huyền không đi làm sở nào Sao chỉ được ở lại chơi có một hôm Có điều gì bắt buộc Huyên như thế Hay Huyên đã có vợ con Vợ con Huyên là người buôn bán gìn giữ Huyên Nên Huyên phải trốn tránh nhà đi Và mới bị mưa rét. Tâm trí Huyên tê tái hơn Vì thêm cái nhìn ngạc nhiên Của người đàn bà trói vào Huyên trơm chớp mắt Mà có khi tôi ở lại uông bí cũng nên Nếu có việc Thì dù chỉ đủ ăn tôi cũng làm Bà bác ạ à, Tôi còn vào cả trong vàng danh nữa người đàn bà tươi ngay nét mặt thế mà cháu cứ tưởng ông đương bận việc ngày chủ nhật thì đi chơi vâng ông có làm việc trong uông hay trong min thì công việc của các ông cũng nhàn lắm nhưng ông phải ở trọ chứ không thể đưa bà và các em vào được đấy nhà cửa chật trội nước nồi hiếm lắm mùa bức thật khổ huyền bâng khuâng nhìn lên không tôi chưa thành ra thất tất nhiên tôi phải ở trọ khi đó tôi cũng chỉ kiếm những chỗ gần gũi với những người dễ dãi như các bà ở đây, mà ở cho vui thôi. Người đàn bà nói như reo lên. Ông vẫn ở một mình vậy? Phải rồi, những người giỏi giang như ông rồi lấy ai chẳng được. Thế này cháu hỏi không phải. Ông đừng làm cho ông chủ giáp hát nào ngoài Hải Phòng mà định thôi vậy. Làng cháu cũng có mấy cậu ra tỉnh học. Giờ thôi học mà cũng chẳng phải đi làm gì cả. Chỉ tối đến đi đánh đàn. Thế mà có cậu kiếm được bạc trăm một tháng, ăn tiêu sang lắm huyên đã choáng váng chỉ còn nghe thấy lờ mờ tiếng nói của người đàn bà à người này đã tưởng huyên là một con nhà giàu có đã tưởng huyên có vợ con giờ thầy nói huyên không có gia đình ràng buộc thì y lại tưởng huyên là một kép đàn một thứ nghệ sĩ khốn cùng sạc dài sống bất vường với những gánh hát trôi sạt nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ phong lưu phải người ta cho huyên vào hạng như thế cũng rất đúng không có nghề gì, không làm đâu Mà kẻ kẻ cây đàn bên mình thì 9 phần 10 Huyền phải nhờ sự đàn hát mà sống Thật ra Huyền hẳn như thế Huyền không đàn cho gánh hát Cho tiệm ăn, tiệm nhảy Nhưng từ ngày thôi học và đàn giỏi Huyền cứ nay tụi bạn này cho ăn giúp mặc Mai nhà kia mời đến ở Bao đủ mọi sự tiêu pha Rồi một gái nhảy Một bọn thiếu nữ ăn không ngồi rồi khác Nhờ dậy đàn và tặng tiền Ngày Huyền chỉ rông dài với cây đàn Rồi tối đến lại thâu đêm Ở những nhà hát, những tiệm nhảy, tiệm hút Huyền đã núp dưới cái danh nghệ sĩ Mà sống bám vào lưng người ta Hẳn Huyền là một kép đàn Hay một anh sầm Kiếm tiền trước công chúng Trừ đây thứ nghệ sĩ của Huyền Chỉ là một thứ nghệ sĩ ăn mày Thứ nghệ sĩ trùng bệnh độc sống bằng khí lực người ta Hút cạn ý chí của người ta Và làm trị lạc bác cuộc đời Mà nhiều hạng người vẫn ca tụng Và khao khát gần gụi Tâm hồn Huyên đau như xé ra. Huyên nhìn đắm vào những ngọn lửa vàng rực. Một ngón chân di di lên đất. Nước mắt bên trong trào ra đầm đìa. Huyên phải hết sức đè nén lòng để tránh sự vỡ lở. Ngập ngừng mãi Huyên mới nói giọng gần nước nở. Không, tôi vẫn dạy học tư đấy bác ạ. À. Tôi mới thôi ít lâu nay. Trong quê nhà tôi cũng cấy được giam mẫu. Ông bà tôi mất sớm. Được một mình tôi. Nên tiền bán thóc tôi tiêu cũng thừa Giờ tôi đi làm là tự ý đây thôi Chưa có ai bắt tôi đâu Câu nói trên đây vừa dứt, Thêm một sự trói buộc nữa Gian ra khắp ngực Huyền Huyền đã nói dối Huyền nào có dạy học Nhà Huyền nào có cấp được lấy một mẫu Thầy mẹ Huyền mất để lại cho Huyền vẻn vẹn Năm xào ruộng Thì bà cô Huyền nhận và phải cáng đáng mọi dỗ tết Huyền còn cái nhà gỗ năm gian Và hơn xào vườn Nhưng ở nhà quê ai thuê sự sống của Huyên hoàn toàn không có chút căn bản gì Xác thịt Huyên sống vất vường Nhiều bữa ăn đến bụi thực Nhiều bữa lại chẳng có gì Về tinh thần cũng thế Huyên luôn luôn vui đến mê tơi Rồi lại buồn lả lạ đi như chết Nào một năm hai năm Đã hơn năm 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 nay Huyền đã 26 tuổi Thưa ông Người đàn bà vừa cất tiếng Đứa bé út thức giấc khóc oa oa Nó đạp tung chăn ra lùng cùng bò dậy nhớ nhác tìm người đàn bà bỏ dở câu chuyện hớt hải chạy đến ôm chầm lấy đứa bé y bế vác con lên vỗ mạnh mạnh vào người nó nào ôi con tôi đã dậy mà con dài tôi đã dậy mà tôi không biết đứa bé cứ cong người lên mặc sự nựng nịu của mẹ nó khóc thét như bị cắn cấu ấy người mẹ phải ấm ngửa nó ra vạch yếm cho bú và cao giọng du Rời mái tôn gần chấm đầu người Tiếng du vàng vàng cố át tiếng khóc đi mà không được Đứa bé cứ túm lấy yếm mẹ kéo rằng ra Vừa đạp thục chân vào bầu sữa Người mẹ cuống quýt gỡ tay nó cười Giải đất ơi Dữ quá Dậy không thấy bu mà hờn thế này đây Thôi bu xin Bu thương con trai Con trai bu bú đi Người chồng nhíu mày gắt Không chịu thế được Lên hai ăn được cơm rồi Không cho bú nữa cái thói đầu cứ phải có mẹ nằm bên mới chịu ngủ Lại sán hơi như cái gái chị trước kia Thì còn làm được việc gì Đứa bé như hiểu câu trách mắng lại cong người Ngoác miệng khóc Người đàn bà cau mặt nhìn chồng Tôi tức sữa lắm rồi Nhà để cho nó bú thôi Từ chưa đến giờ nó được miếng nào đâu Chỉ được cái ác Dứt lời Người mẹ cúi xuống lấy vạt áo chùi chùi vào mắt Và hai má hồng hào của đứa bé Y ấp mặt nó sát vào ngực Vừa vỗ nhẹ vào lưng nó Và cho nó bú Đứa bé còn nước nở một lúc nữa Mới chịu ngậm vú Nó hừng hực như người chạy thi Và khát nước sắp lả đi Một tay nó quề quào yếm mẹ Còn mắt nó đen láy Nhìn ra ngoài lửa sáng Vợ chồng người phu nói với nhau nhiều nữa Nhưng Huyền không bắt nhời Mắt Huyền càng bừng bừng Như sắp bị những ngọn lửa trong bếp cuốn quýt lấy Đứa bé đã nín chỉ còn khụt khịt. Người đàn bà về ngồi chỗ cũ đối diện Huyên, lấy thêm cái áo cũ của người chồng ủ cho nó. Đứa bé mắt dần lim dim, không nhìn ra ngoài mà hướng lên mắt người mẹ. Cặp mắt nâu trong mày to nhưng mượt này cũng là đờ nhìn lại. Và miệng y phớt một nụ cười dấu diếm e thẹn. Một lúc sau, Huyên không dám nhìn thẳng vào hai mẹ con. Huyên lại trông ra ngoài trời, qua chỗ hồng ở tấm liếp làm cửa. Càng ngồi yên, Huyền càng lặng đi tê tái Vóc người mẹ tầm thước Gương mặt đầy đặn, Và đứa bé bụ bẫm ôm vừa làn gọn trong vòng tay nọ Rời khỏi nền lửa vàng rực Hiện ra giữa bầu trời tối thẳm trước mắt Huyền Y vẫn cho con bú Đứa bé vẫn thoảng vào tai Huyền những tiếng ụt ịt Do cặp môi mỏng và tươi nún nún lên vú sữa nở Huyền nghẹn ngào sâu hơn mãi Bên cạnh hai mẹ con này dần nổi lên Cũng một vóc đàn bà những bé nhỏ y trắng xanh, gò má cao, mắt lờ ngờ. Y cũng mặc áo dài nâu đã bạc, vá vai và cái quần vải thâm dày cộp. Rõ ràng mắt y ánh lên, cúi xuống một hình hài hồng hào thêm thiếp bú. Một cảm giác sắc và lạnh gờn gợn trên trán Huyên. Những tiếng nước nở dồn dập vỡ ra không kịp trong lòng Huyên. Cổ họng Huyên bị bóc ghi hẳn lại. Mẹ Huyên và đứa em nhỏ của Huyên đã lại sống lại. Trong cái lúc Huyên cố nuốt những giọt nước mắt mặn chát cả tâm trí Bà mất năm huyền mới lên 10 Sách vở mua cho cứ bị nhem nhuốc Và bỏ quên trong đám khăn đám đáo Hàng quà Ngày đó Huyên còn ở nhà quê Mẹ huyền tùy hóa chồng sớm và còn trẻ Nhưng Nguyên ở vậy cho tới chết với Huyên Bà không về với cha mẹ Cứ lần hồi với hơn mẫu ruộng Và mấy xào vườn nuôi Huyên đi học Làng Huyên cuối vùng bể Không kém vẻ cao cằn ở đây mấy Không có những quả núi xù xì nhưng nó cũng thừa làm người ta dùng rợn những ngày nắng trang trang ruộng vườn khát nước như người ốm nặng đợi thuốc cả vùng toàn bãi lầy nước mặn vàng riêu cua sú và cỏ dại mọc đầy cứ bốc khói ngùn ngụt không cứ phải bị như vụ chiêm năm nay nắng dữ thế thường thường thì cả vùng không còn thể cấy cày được tí gì thóc gạo đối với người làng còn quý gấp mấy mươi vàng tất cả những mong muốn khát khao của họ chỉ ở trong hột gạo họ làm Họ kiếm được cái gì đều chắt vào hột gạo, ngoài ra thì vào những công nợ không bao giờ hết, mà họ chịu dây rứt để mà ăn lấy sống. Cùng với họ, quanh năm mẹ Huyền chỉ bữa cơm bữa cháo, và tháng 3 ngày 8 thì ngô khoai, có khi củ chuối nữa thay cơm. Bên mẹ, Huyền vẫn ăn no, cơm cá thịt như con nhà giàu. Đôi khi Huyền nổi lòng thương mẹ, phụng phịu không ăn vội, ép mẹ phải ăn với mình. Nhưng mẹ Huyên lại gắt lên Đứng dậy ra chỗ khác Bà rung động vô cùng Vì cái tình ngọt bùi chia sẻ của con Sớm tỏ ra rằng trong cảnh cùng khốn Xong bà không thấy cơ cực lắm Vì khổ sở quá mà phải bóp mồm bóp miệng Để nhường nhịn thế này Đó là một điều tất nhiên Trung quanh bà Hầu hết những người có chồng có con đều chịu thế cả Nào bà có nghe một ai hé răng ta thán một nhời Người ta vẫn tươi cười cầy cấy Mỏ cua bắt ốc làm hàng sai hàng sáo và chợ búa quần quật suốt ngày suốt năm. Chính ngay bà, bà cũng chẳng thấy nhọc nhằn, thèm thường đau đớn gì lắm. Vậy bà kêu ca sao được, bà sống khác thế nào được. Mẹ Huyền như thế cho tới lúc hấp hối. Trong cái giờ bà biết mình không thể làm việc, nuôi nấng và vui vẻ với con cái, người ta mới được nhìn bà quản quại và lộ mấy tiếng rên gì. Trên giường, thân thể bà quát như một dây chảo sắc, cứ run run hết vào tay sang trái lại quạt mình về bên phải. Bà cố nằn nì người họ dẫn Huyên vào. Con ơi, mẹ chết mất. Rồi ơi, tôi bỏ con tôi làm sao mà đi được họ rồi. Sao thân tôi lại khổ thế này họ rồi. Sao đời mẹ lại cư cực đến thế này họ con. Huyền mếu máu nắm chặt lấy tay mẹ. Không, bu ơi, bu ở với con cơ người cô huyên lại phải lôi huyên ra lần này mọi người cùng nhất định giữ huyên bên một nhà người họ để mẹ huyên đi cho xuôi không bà cứ ngất đi lại tỉnh dậy mãi chính người cô này nhận lời dối của mẹ huyên nuôi nấng chăm nom huyên bà cũng gầy yếu như mẹ huyên nhưng bà xấu xí lắm bà bị chồng bỏ lửng hơn năm đoạn hắn đi lấy vợ khác sau có mấy người hỏi bà rồi lại thôi bà mặc kệ vì bà cũng không thiết cảnh chồng con mấy từ ngày Huyên giao phó hẳn cho bà Bà thấy không còn gì để bà ao ước Vui tin hơn nữa Ở với cô Huyền bỗng bớt ngỗ ngược Chịu sự đai nẹt và khuyên bảo Huyền luôn luôn bên cạnh cô và thấy thương cô vô cùng Tình mến thương này Có lẽ còn nồng nàn hơn cả Đối với mẹ Huyên khi còn sống Huyền chọn mấy đứa cùng bồ côi Hay cùng nghèo nàn như Huyên mà chơi rất thân Sự cô độc và khổ sở của Huyên Còn khiến Huyên bùi ngùi bâng khuâng Cả trước những gia đình sống lần hồi sau cháo chung quanh Huyên Mà con cái họ nheo nhóc Không mấy đứa được học hành Chúng thường tìm đến Huyên Năm Huyên 14 Huyên đỗ bằng sơ học Pháp Việt Một người họ ngoại buôn bán ở tỉnh Thầy Huyên học được Thì khẩn khoản với cô Huyên cho ra với y Để y trông nom Nhưng Huyên chỉ theo học thêm 3 năm nữa Rồi Huyên nói dối có việc đi làm Và Huyên đã lớn Xin cho Huyên được ở riêng Kiểm lấy nuôi thân Cuộc đời thùa đó dễ dàng quá trước mắt Huyên. Huyền muốn làm đâu trả được Huyền đường trai tráng lo gì không bay nhảy xa Và đàn giỏi bạn nhiều Được ai quen cũng không rời bỏ cái tính nhu mì của Huyền Như thế Huyên thiếu gì sự giúp đỡ Thôi học và ra đời Huyên chẳng phải làm lụng khó nhọc mà cũng đủ ăn đủ mặc Và luôn luôn còn sung sướng hơn kẻ giàu sang Cứ thế từ hơn năm nay Cuộc làm ăn mỗi ngày một gai go Người ta phải chảy chật mới kiếm được đồng tiền sự dễ dãi cùng lòng tin yêu hẹp dần lại Huyền đã phải nhiều lúc bàng hoàng Rồi cao chán lại Dùng rợn nhìn những cảnh khổ lam le lôi cuốn Huyền Lắng vào vùng tối thẳm Mắt Huyền đã trói nhức Mưa gió ảo ảo trộn với những đốm sáng Ở mắt Huyền tia ra Dày đặc lại và ngời hẳn lên Bên tai Huyền những tiếng ngáy của bọn phu Nằm bên kia nghe càng giòn Nhịp nhàng Huyền thở dồn dập Huyền thấy trong người nóng rực và đau xót như bị cào toạc ra những ý nghĩ sôi nổi mở ra nhiều thêm Chợt Huyền lắc đầu mím môi Thở gàn một tiếng Huyền ghê giận Huyền thấy rõ ràng đời mình đen tối Và khốn nạn vô cùng Không còn một cái gì tô điểm Che đậy lấp láp được nữa Huyền sống bao năm như thế có nghĩa gì Nếu Huyền cứ thế có khác gì Một kẻ hoa lao không chịu chạy chữa Cứ lao đầu vào những cái vui tạm bờ mà cái chết đến lúc nào cũng được Huyền đừng bị đục khoét Bởi một sự thối tha Xong không chịu nhìn nhận ngay Huyền đã tưởng đàn hát Nhờ nhơ như Huyền Thế là làm được những cái mới lạ khác thường Nhưng đâu Và những cái gọi là hay là đẹp Là tuyệt diệu ấy Có ích lợi chút nào cho đời người Hay chỉ để vui tai Mê hồn và đắm đuối cho một hạng người lười biếng nhẫn tâm Cái âm nhạc ấy Chỉ là cái âm nhạc phóng đáng Trụy lạc của những thứ linh hồn ốm yếu Sống những cuộc đời chết Mà vẫn tưởng là cao trọng vẫn ca tụng theo dệt bằng chữ vàng Không ở trong sự làm việc gom góp hơi thở với sự sáng tác của chung quanh Không biết những nỗi nhọc nhằn Những quản quại Những lo âu Những sự nỗ lực để được sống Huyền và bọn nhạc sĩ rong dài Và ỉ lại như Huyền Không cảm thông về cái âm nhạc dồi dào Của tinh thần con người chiến đấu cùng sự vật Cái âm nhạc làm bừng sáng những tính tình Làm rộng rãi những tâm hồn Làm nảy nở mạnh mẽ thêm ý chí Trong sự vui tin huyền không nhận thấy và dám nghĩ tới cái âm nhạc gieo theo những điệu tưởng như khô khan ấy chẳng kém chút gì những hiệu lực tràn lan của những nghệ thuật văn chương hội họa điện ảnh chân chính những cái này khiến loài người hiểu biết thêm nhau ràng buộc thêm với nhau mà đưa văn minh đi cao xa hơn nhanh hơn trước những cản trở mỗi ngày một tan của tự nhiên mênh mông không phải chỉ để riêng mình mà âm nhạc nảy lên còn để cho đoàn thể đó là cái âm nhạc đã tiêu biểu những đặc sắc của một dị vãng bất hủ, một sức sống bất diệt của một dân tộc trong những chặng lịch sử nguy nan tối tăm. Một làn sinh khí bốc trên những mặt đất đẫm mồ hôi nước mắt của đám dân ấy. Một cái hồn muôn tiếng muôn lời, nó dung chuyển người ta như hồn người mẹ mà người ta bú sữa. Qua các đại dương, các rừng thẳm, từng ban âm nhạc ấy bốc lên, bay đi hòa lại. Một thứ ánh sáng hào quang tỏa ra, làm nền cho những điệu rộn ràng kia mà ai nghe cũng hiểu, cũng cảm, cũng phải cất giọng lên để dội vào không chung. Nhưng cái âm nhạc phóng đãng của Huyên, cái nghệ thuật trị lạc của Huyên với mọi người chung quanh Huyên. Chung quanh Huyên, người ta đều phải làm những việc quanh năm trí tối, không thể rời bỏ cho ai được. Những việc không có nó thì cuộc đời không thể tồn tại được. Những cái cần dùng tốt yếu, cơm ăn, áo mặc, nhà ở, xe đi, sách học, thuốc uống, mà chỉ có sức làm việc cần cù là tạo ra được. Huyền và ai ai có muốn chối cãi bằng bao nhiêu lý nhẽ cũng không được. Huyền, Huyền đã chỉ để người ta nuôi sống mình mà không mất gì cả. Bao nhiêu cái du dương Huyền ảo, thi vị hay xuất thần hay là gì gì nữa mà Huyền cố làm ra cho có, đều tiêu diệt. Đó chỉ là những cái bỏ đi không tiếc và cũng cần phải bỏ đi cho bớt sự giả dối, say xưa và mê hoặc ở đời. Với những khoái lạc cho là của một nghệ thuật tuyệt vời ấy, ngay chính Huyên cũng chẳng thể tìm được Chút an ủi ham vui trong sáng Huyên đã chẳng nhiều fan trực đập đàn đi Vì thấy mình quằn quại Trong một cái trống rỗng đen kịt là gì Và lại nếu tất cả người đời cùng ích kỷ như Huyên Hệ đau khổ là đắm vào sự mê say Là đi tìm cái quên Mà không lo lắng gánh vác những công việc phần mình Thì sớm tối mặt đất sẽ thành Một rừng hoang Và Huyên sẽ chết rũ ra Huyên còn trẻ, còn nảy nở Còn bao nhiêu ham hở Huyên chẳng việc gì phải buồn tủi, phải quên. Huyên cứ đi thẳng vào cuộc đời, sốc vác lấy một phần công việc với mọi người. Huyên chăm chỉ, chịu khó và tin tưởng cùng họ. Cái nghệ thuật âm nhạc của Huyên hòa hợp cùng tâm hồn họ. Những tiếng đàn của Huyên nổi lên thật là của những lòng thương yêu, những niềm tha thiết, những trí mạnh mẽ, những ý thức của con người biết rung động trong sự đau khổ và biết cùng nhau vượt tới những cõi đời tươi tốt rộng rãi sống như thế tức khắc đời Huyên sẽ rực rỡ, đang sống vô cùng. Không được quyền trốn tránh, giết mình trong sự chán nản. Phải vững bước vượt qua những chặng đường gai góc và u thảm của cuộc đời, đường tiến tới sự tốt đẹp, do tay những người lao khổ cùng nhau tạo ra. Sự sống bắt Huyên phải thế. Huyên muốn sống và còn rung động với mọi người phải thế. Ngoài ra Huyên chỉ là lường gạt, phản bội, hèn nhát, đê hạ vô cùng. Huyền quắc mắt lên, nhìn ngập hơn nữa vào trời tối. Huyên càng thở mạnh, những sự tức tối đè lấy ngực Huyên không còn nữa. Tâm trí Huyên lại nóng bừng những khoan khoái khác thường. Cái cảnh đồng ruộng và bãi lầy cọc cằn của làng Huyên, đây mẹ Huyên, cô Huyên và bao nhiêu người cùng sơ xác vì dầu dại bao năm, đem hết sức ra làm việc, lại vụt hiện ra trí tưởng Huyên. Nối thêm vào những hình ảnh nét sắn như thép và sáng ngời ấy, hết lớp này đến lớp khác, những cảnh làm ăn ồn ào gai gắt, Trước mắt Huyền, những mặt đường tấp nập và những phố xóm đông đúc mở rộng thêm với những giọng người quần nâu áo vá, lấm láp dầu mỡ, cát bụi. Họ hỏi gọi nhau vang vang và chen lấn nhau dồn dập Huyền buông cánh tay khỏi đầu gối, nằm chắc bàn tay lại đấm đấm xuống đất. Qua những hơi thở gấp, Huyền nuốt nước bọt ửng ực. Huyền thầm thìa thấy sau cái lần chua xót tê dại này, bắt đầu từ phút sôi nổi sung sướng này, Huyền không thể nào xa những con người kia huyên phải mãi mãi đứng bên tay trái họ cảm thông tận tâm hồn với họ mọi sự đau khổ vui tươi mong ước và tin tưởng đời huyền bắt vào đời họ như dễ cây tơ bám giết lấy lòng đất càng lâu bao nhiêu càng vững chắc bấy nhiêu nảy nở bấy nhiêu với những màu mỡ không bao giờ cạn một phần ý nghĩa gần nhất của sự sống đó huyền giang hết cánh tay ra ôm lấy và cất bước ngay lên giỏi ôi thôi chứ đã bú sát cả ngực người ta rồi mà còn dai dai mãi thế này. Người mẹ nhăn mặt, ấn nhẹ ngón tay vào má đứa bé, rồi xoa xoa ngực. Đứa bé bú sắp no chỉ a a mấy tiếng, đoạn nhà núng vú ra. Nhưng vừa rời khỏi bầu sữa, nó được mẹ sóc sang bên kia, liền hợp ngay miệng vào vú và bạt tiếng lào nhào. Cả người cha và người phu bạn cùng kêu lên. Hư, hư, thế thì hư quá, thôi chứ, Huyền choàng mắt quay lại nhìn đứa bé. Ngay đó, cặp mắt đen láy dưới vảnh mi phớt như tơ của thằng nhỏ, dương lên, thoáng chiếu vào mắt Huyền. Người mẹ cau mày, hừ một tiếng và cười. Y cũng ngước mắt lên, đưa nhìn cả chồng, người phu bạn bà Huyền. Mắt Y lấp lánh như đầy lửa. Tay Y sát mạnh lên bầu vú ban nãy nở tròn thế, mà giờ chảy hẳn xuống trước tấm ngực đầy. Gió lạnh lồng vào, vai và Huyền rùng lên nhưng Huyên không thấy rét, một cái êm mát tươi sáng cùng làn gió thổi tràn vào đầu Huyên. Huyên thở mạnh, Chơm chớp mắt, cúi đầu xuống bàng hoàng. Câu chuyện người mẹ không con. Chưa bao giờ mão trột thấy khổ cực như bây giờ. Hắn thua sóc đĩa hết cả 6 đồng bạc, tiền 10 công làm vừa lĩnh xong và lại còn đèo thêm 5 đồng vay của con mụ trào tiền khách ở ngoài xong. Cứ một đồng lãi ba hào một tháng, không còn một xu dính túi, không còn thể vay mượn ai, không còn thể cầm bán vật gì trong nhà đường nữa. Bước khỏi ngưỡng cửa, mão trột gieo thành người xuống giường. Hắn bỏ thõng chân, một tay vắt chán. Hắn thở phì phì và thỉnh thoảng lại rít lên khe khẽ tiếng trống cái vẫn khua inh ỏi trên bực dạp hát những trẻ con cứ sấn sổ cướp lấy cái rồi chúng nó chen lấn nhau chửi nhau và kêu hét ầm ầm thêm không biết bao nhiêu đứa nữa tuôn lên đó đua nhau chạy nhảy các cột gióng rung chuyển cát bụi lầm mù mịt vút vút cái roi mây của tên phu điếm lại quất tới tấp lên đám trẻ một phần đông chạy rào rào xuống đất tản ra khắp ngả những tiếng khóc của những đứa lóc nhóc theo đứa lớn đi chơi gian lên như gì. Những tiếng trống vẫn vang âm với những tiếng dậm chân thình thình và vỗ tay gieo hò. Chúng mày thì chỉ có quan ôn hà bá là dạy được thôi. Nghe tên phù điếm môi rẻ và thâm tái nọ gầm mắt gầm rít, những trẻ con liền nhăn răng ra cười. Chúng nó bảo nhau cùng lúp hơ và xịa đều tay vào cái mặt nghiện bùng ấy. Chờ xế giảp hát, trước một dòng tổ tôm điếm, nổi gian một tràng pháo. Trẻ con bầu ngay đến đó và ở những hàng quà người ta đổ dồn cả mắt về phía mấy cái xe tay vừa xịch xuống sân chùa. Cai túc, cai túc đã đến. Cai túc, quần lụa mỡ gà, áo xa phủ áo gấm lam hoa bạc, làm ra vẻ rất bể vệ, bước xuống xe. Theo sau hắn, một bọn sáu người quần áo nhô nhang không kém, thoáng trông xa, lão chủ sòng liền tuét miệng cười, bước vội ra giơ tay không người mời. Trong khi ấy, cái vòng người chen vai thích cánh nhau trước điếm bài, lại ồn ào xô đẩy nhau và giãn xa mấy tên phục dịch được dịp lấy lòng chủ, tíu tít cả lên mời chào và xếp chỗ cho bọn khách có tiếng là chơi sang với người cai bao thầu nọ. Chiếc trống cái càng rung những hồi thôi thúc điên cuồng, nắng xuân rội rào rào xuống mái ngói đỏ tươi của ngôi chùa và những cờ bay phấp phới. Từng làn xác pháo bay lên rồi dạt vào bờ cỏ xanh bị xéo lụn. Những ánh vàng ngời thêm ra ở những đồ đồng, đồ sứ, kiệu, võng, bát rìu, bày trước cửa chùa và ở những dòng phượng nạm thủy tinh mảnh sứ trên mái, trên tường. Cả ba đám sầm đều kín người xem. Đàn nhị tấu lên như anh ương kêu gọi nhau trong đêm tối, sau trận mưa xào. Trong người mão trột đã bốc lửa, ruột gan đầu óc hắn đau đớn, tức tối như bị cào xé, nghiến rứt Hắn nhìn trừng trừng lên cái nóc nhà thấp của hắn ở qua những chỗ hồng. Nắng xỉa xuống những vách sáng rực, trong đó bụi bay loạn xạ như đàn ong vỡ ổ, chỉ trực bâu vào mặt hắn. Mão trột ghê giận, hắn nuốt ừng ực những cái nghẹn rồn. Ô kìa, ở đâu mà bay ra nhiều giấy bạc thế? Toàn những giấy mới tinh, thơm phức. Giấy 5 đồng, giấy 20 đồng và cả giấy 100 đồng nữa. Cứ vùng lên trước mặt hắn, hàng hà xa số. Đồng thời càng khua lộng trong tay mão trột tiếng tiền sóc đĩa xeo rộn ràng. Tiếng giao bài ngân nga và lại tiếng trống tưng bừng. Đám bây giờ mới vui, 3 giờ chiều đúng rồi. phường trèo cải lương sắp đến diễn buổi đầu với tích, nội oan thị kính, sở trường của họ để trưng tài, và nhân dịp họ cổ động cho ban tổ chức đám hội này ở các quan viên sành người thế đấy. Trong chùa chỉ lát nữa đèn nến sẽ sáng choang, nhang trầm nghi ngút, người lễ bái không còn chỗ nào đặt chân. Đã 6 năm nay mới thấy làng này vào đám, vẫn mang tên cũ, nhưng hầu hết đất làng đã biến thành phố ngõ và xóm rồi. Mấy ông giả chức sắc trước kia và mấy ông bà cố cựu trong làng, vừa quên tiền tu bổ xong ngôi chùa còn sót lại nọ, chẳng có sư mô trụ trì và gần như bỏ hoang. Nhân ngày xuân họ xin phép mở hội để khánh thành cái công trình vinh dự kia, vừa để họ lại được những buổi hội họp để khoe ăn, khoe nói giữa thiên hạ. Những trai gái quanh năm làm ăn, đầu tắt mặt tối, nhờ đó có dịp chơi bời và những trẻ con mê say rước sách được thỏa mãn. Suốt dài đường vào xóm, người ta lại bày bán những bát khế, những liễn chám dầm đường, những lọ lạc sang, ô oh mai, hạt xưa và những hộp pháo tép pháo xiết dưới nắng mới rực rỡ, làm cái không khí tốt kéo dài thêm chút nữa cho tới khuya ở những điện thờ đàn hát trầm bồng và hương hoa ngào ngạt. Những người mẹ chỉ còn biết tin cậy vào thần thánh lại tha hồ ganh đua đồng bóng. Vợ mão trột bước vào nhà hồi hộp, mắt mụ chớp chớp nhìn, mụ lại thấy chồng mụ nằm sóng sửa thế kia sau mấy đêm ngày đi biển biệt. Quái gở. Thôi, ăn hay không cũng mặc. Không ăn nhà thì trông nữa lại ra ngoài đá mà nốc rượu. Mụ mão nghĩ thế và mụ đã quay gót một ý nghĩ khác kéo mụ dừng lại. Hờ, nằm thiếp đi và thở như uống nước thế kia, chắc mệt và đói lắm. Cơm nước ở nhà không ăn, lại ra rượu chè thì còn hơi sức nào. Thôi, cứ liều đánh thức ông ấy dậy, mình đi rang cơm cho ông ấy ăn vài miếng, rồi muốn đi đâu thì đi. Nhưng tưởng tới sự cáo kỉnh như điên cuồng của hắn, nếu do mụ mà nổ ra trong lúc này, thì thật mụ đến chết mất thôi. Thôi, đành để hắn nằm nguôi đi, lúc nào hắn dậy, mụ sẽ mời hắn ăn mụ mão lẳng lặng xuống bếp mụ bỏ rau và tép ra rổ để nhạt tí nữa nấu với dưa và cà chua mấy hôm nay mão trột không ăn cơm nhà nổi thịt kho tàu chỉ mình mụ ăn mụ đã ngấy mỡ và xót ruột quá lắm rồi tưởng đến phải bỏ cơm mà mụ đã bỏ cơm thì còn quả bánh gì cho lại được còn hơi sức đâu mà đi làm nữa con chó vàng đã đến bên cạnh mụ mão lúc nào không biết nó nằm áp bụng xuống đất thô lố mắt nhìn mụ lưỡi thẻ lè thờ hổn hển cái bức sốt đã báo hiệu rồi. Sự nhọc mệt cơm nước chẳng thể nuốt trôi, chỉ mai kia thôi, sẽ vần nhoài cả nó và người ta ra. Và kia kìa, chồng mộ đường thiêm thiếp đi vì cái nắng đã lại lầm lên cùng cát bụi đấy. Vợ máu trột đưa mắt nhìn con vàng, bất giác, mụ nhìn luôn về phía chồng. Tùy hắn ta quay mặt vào bức phách, nhưng mụ thấy rõ ràng một con mắt hắn đang lim sim, cạnh một bên con người lổi lên như đầu con ốc hêu thây lầy. Vài con mũi vo ve, vài gợn khói lởn vởn ở trong cùng giường mão chuột nằm. Trong cái im vắng lờ mờ, mão chuột đương nghĩ gì thế? Hay mão chuột đương bị căng cả người ra bởi những sự nung nấu say rớt? Vợ mão thở một tiếng nhẹ, rồi cùi xuống mớ tép. Dưới mắt thẫn thờ của mụ, những vẩy ốc con, những hạt sỏi và những vụn cỏ vớt ra dần dần biến đi để hiện lên những đống gạch, đá, gỗ xếp đẩy hai bên bờ một dòng sông đục ngầu. Suốt đấy, những lớp xe bỏ kéo đến và chở đi rầm dập cát bụi tỏa mù mịt, mồ hôi người ta toát đầm cả da áo. Mặc, người ta chỉ đưa cánh tay gạt qua mặt, rồi cứ vừa thở vừa làm việc. Ông già, đàn bà, con gái, trẻ con đều thế cả. Mụ mão càng lặng người đi, thêm bao nhiêu hình ảnh và vang động ồn ào nữa nổi lên trong trí tưởng mụ. Những ông khói đen sạm, những nóc xưởng máy san sát và rộng mênh mông, những cửa lớn như những ngã tư đường mà toang ra, để nhìn thấy hết cả những lớp máy chạy ầm ầm và người làm mải miết và những cột buồm những ông khói tàu tua tủa cất ngọn lên trời xanh khu xi măng và khu hạ lý bên kia sông lớp khu bona bên này khu sáu kho và máy ba xa bên kia cả hải phòng đấy đương sầm uất vui vẻ với những người làm việc cũng từ thuở nhỏ chịu khốn khó như vợ chồng mụ hôm nay nếu vợ chồng mụ không nghỉ thì cả hai phải có mặt trong đám phu phen thợ thuyền ấy Chồng thì khuân sắt hay vác các hòm đinh hòm thiếc cho sở. Vợ thì đẩy bò chuyển những thù ấy đến kho. Thường thường, mụ mão dậy trước, từ 4 giờ sáng, thổi cơm hai vợ chồng ăn. Tới chỗ làm nhận thẻ vừa đúng 6 giờ. Trưa, hai người ăn qua quýt mấy khoanh cơm nắm, ngồi uống nước một lúc, rồi lại bắt tay vào việc. Tối mịt mới về nhà. Siêu miêu như thế hàng bao nhiêu năm, dù nắng mưa, bão rét, mụ mão cũng chẳng dám ngại ngùng, chán nản. Mà chỉ những lúc nghỉ lâu không có việc phải ở nhà là đáng sợ Vì sự buồn bã đứng ngồi không yên Quái lạ Sao chồng mụ và nhiều người khác lại cứ thích ở nhà Và sao hễ ở nhà là không rượu chè thì cờ bạc Những người máu mê như thế từ thuở còn trai trẻ không nói làm gì Đây cả những người mới đầu năm kia còn hiền lành Và chỉ biết có làm việc Chắt bóp sành dụng Mà đùng cái cũng trở nên bê tha thì là nghĩa lý gì Rồi đương sốc vác vui vẻ Họ thành phở phạc, cao có, làm khổ cả vợ con. Đương là một người tử tế, họ đâm ra phá tàn, độc ác, đầy tội lỗi. Nghĩ đến cái sự tối tăm khó hiểu đó, mụ máu thường thấy hoang mang, đau đớn. Mụ chua xót nhìn những chỗ đổ đạc đã bán đi. Không, đó không phải là cái tủ, cái bàn, chiếc giường bị người ta mua rẻ, nhưng là xương thịt của mụ bị nhai ra. Bởi những con thú là các chủ nợ và các con mẹ trào tiền cờ bạc. Chúng nó chỉ lăm lăm nhảy đến cấu cổ người ta Mụ máu kiếm mỗi ngày chỉ được năm hào là cùng Nhưng mụ cố hết sức không động chạm tới Mụ giấu những tiền ấy đi để chơi họ Và chung phần với phường buôn ngoài sáu kho Mụ chỉ chi tiêu mọi đồng trong nhà với tiền của chồng đưa Về phần miệng mụ Mụ ăn gì mà trả được Tí mắm tôm bắc Tí dưa muối Mớ rau muống luộc Cơm nước của mụ thế là sung sướng lắm rồi Cốt ngoài ra Mụ chỉ cần lo mỗi ngày chồng mụ có một bữa rượu ngon Và mụ chỉ mong chồng mụ tin rằng mụ phải tiêu nhiều việc trong nhà. Hán đưa đầu tiền về nhà cho mụ trang trải, nhưng mụ giấu bớt đi, sắm sửa và làm dấn vốn. Vô ích, thứ gì đáng giá mà mụ mão mua được, thì khi chồng mụ túng tiền cờ bạc, cũng bị đem bán như vứt đi và gạt bừa nợ. Bàn, ghế, mâm, tao, bát đĩa và cả chăn màn, quần áo nữa đã lần lượt hết bọn này bọn khác theo nhau chui vào cái bát cái đĩa. Ống tiền hồ của sòng bạc và những cút rượu uống cháy cả tim phổi những đêm khuya con người phở ra. Cả dần vốn của mụ, hắn cũng mòi ra hết. Nói nhảy không được thì dùng cổ tay, gót chân. Hết tháng ấy sang năm khác, hết cuộc phá tán này đến cuộc phá tán khác. Giờ mụ máu không thể sao can ngăn và gần hết hy vọng hàn gắn gây dựng. Mụ chỉ còn mong rời đất thay đổi hắn thế nào để hắn ta một ngày kia nghĩ lại. Thì mụ mới hỏng có nhà cửa, chỗ ăn, chỗ ở tử tế và khỏi các tội công nợ say dứt. Năm nay mụ đã gần 40, tóc đã phớt bạc, mắt nhìn đã thường hoa lên, giữa trời và xế chiều, chân tay mỗi khi giỏ giòi lại ê ẩm, và người càng ngày càng giạc đi. Còn cá rô được kia, ở với mày cái mặt lúc nào cũng nhăn nhó thế kia, thì đến đời nào tao mới mọc mũi rủi tăm lên được hả? Mão trột đã nghiến răng hét vào mặt mụ, những lúc hắn ta thấy mình cứ ngòi ngóp mãi trong sự thiếu thốn, nợ nần rạc dài, và cả những lúc thua thấy một trần trụi, mà về sau nước bạc đoán chắc nịch như nằm trong bát, và mở ra đúng như thế. Mão trột lại đổ cái đen đùi suối quẩy ấy lên đầu mụ vợ, lên sự xấu xí quái gở của mụ vợ. Ừ, sao lại có người đàn bà khẳng khiu đến thế được? Chân tay mình mẩy cứ đét lại, chẳng có một nét gì sinh nở cả, nhất là khổ mặt. Chán thì dô, gỏ má cao, răng hô, da nhăn nheo, bảnh khăn trên đầu chẳng bao giờ gọn gàng, mà tóc thì ngắn, nhiều đám xoăn như sợi móc. Nếu mụ đứng yên để người ta ngắm, mụ sẽ trở nên một pho tượng gỗ đẽo gọt nham nhở mất. Người mụ còm cõi hốc hác như thế, đâu phải mão trột để cho mụ phải đói khát. Không bữa nào ngồi ăn với mụ mà hắn ta không gắt gỏng, vì mụ cứ nhất định nhường cả cho chồng những thức ngon lành. Hắn ta cứ phải ép và san sẻ cho vợ như một người khách lạ. Thịt cá, đồ xào nấu, sao cứ nghèo là không được mơ tưởng đến. Vợ người ta trong nhà làm sao? Và người ta trong nhà làm sao? Sao cứ phải chồng mút qua mà để phần cả cho chồng con Mão trột uất ức Thấy vợ cứ tự đẩy đọa để cho hắn độc hưởng sự sung sướng biệt đại ấy Không, hắn đã khổ sở Hắn đã cơ cực Thì những lúc làm được đồng tiền hay cờ bà gỡ gạc được chút ít Hắn muốn cho vợ hắn cũng như hắn Ăn uống tiêu pha thật thỏa thuê Để quên cả mọi sự đi Giỏi ơi, con cá rô đực kia Tao có thân tao lo Việc gì mày phải lo cho tao hở Mày có xéo ngay đi khuất mắt tao không không dám ngồi để bị coi là trêu gan chọc tiết. Hẳn con cá rô đực ấy chỉ biết khóc, rồi gạt nước mắt đứng dậy. Mụ sang hàng xóm hay xa hơn một chút, lên chợ ra ngoài sáu kho, khuây khỏa ở chỗ đám đông với chị em. Rồi dù bị đánh đập thâm tím mình mẩy, đến bữa cơm trưa hay cùng lắm bữa chiều, mụ máu cũng về nhà thổi nấu và để phần chồng như thường. Mụ thấy rằng mụ cứ phải ăn ở như thế, còn mặc rời với hắn. Số phận mụ bắt phải thế, mụ phải vâng theo cho tới chết. Không thế, ai bảo mụ còn đi lấy chồng Và lấy ai không lấy Vớ ngay là máu trột này vì rượu chè cờ bạc Có thể bán cả thân mình thì cũng bán Có tiếng cười nói ríu rít qua tay mụ máu Bác tám quần nái, áo đồng lầm Thắt lưng đuổi đi qua nhà mụ Bác ta một tay bế đứa nhỏ Một tay dắt đứa nhỡ Đi giữa hai đứa con gái nhớn xuyết sát nhau Mấy đứa trẻ nó hí hửng vẫy gọi những bạn Cười nói, khoe quần áo mới guốc mới và cả số mới của chúng nó nữa Người mẹ bị con cái quấn quýt phải luôn luôn đứng lại, đẩy các con đi, hay kéo chúng nó dạt vào bên đường để tránh xe cổ. Mụ mão chỉ thoáng nhìn mẹ con nhà tám, rồi cúi ngay mặt xuống. Mụ ghê rợn, không dám để cặp mắt sáng trên gương mặt hớn hở của người mẹ kia nhìn mình. Nó như là hai lưỡi dao sắc cứa vào lòng mụ vậy. Nhà tám thủa còn con gái, cũng là bạn trợ búa với mụ. Thấm thoát mấy ngày nào người ta nhận trầu cao của cái thơm chia cho, mà nay y đã thành mẹ tám, có con gái lớn đã 14-15 Thì vài 4 năm nữa là gà chồng được Nào chỉ mình thơm Các bạn gái mụ mão ở trong xóm Người nào cũng để huề chồng con thế cả Họ phần đông cũng vẫn buôn bán Đầu đường cuối chợ Họ cũng nhiều khi khổ sở lam lũ hơn cả mụ nữa Nhưng so sánh với mụ Thế là sung sướng vô cùng Vì ai nấy ít ra cũng được hai ba con Mà khi những người đàn bà Dù nghèo túng và khốn cực đến đâu Mà có lấy một đứa con thì cũng có thể quên nhiều nỗi khổ não của đời mình và còn hy vọng đôi chút được. Đầy mụ máu không hiểu tại sao cứ chơ ra, chẳng chừa đẻ gì. Mà nào mụ có độc ác hay đời cha mẹ có ăn ở thất đức điều gì đâu? Đền, phủ, chùa và nơi nào nổi tiếng linh thiêng, mụ đầu đến cúng lễ cầu đào cả rồi. Mụ đã nuôi cả con nuôi để mong đứng đầu đứng số đẻ được chăng? Nhưng nào thấy gì? Sao lại khốn nạn cho mụ như thế hở rời? sao lại đẩy mụ vào cái cảnh cô độc, còn ghê gớm hơn là tù tội như thế. Không lúc nào nghĩ đến cái số phận thảm khốc ấy, mụ máu lại không thấy sôi người lên như chết thêm ruột gan. Con cá rô được kia, mày thì có đẻ ra gỗ ấy. Không phải riêng chồng mụ rùa xà, mà như cả thiên hạ đều chọn nói vào mặt mụ. Càng những lúc tê tái lặng người đi nghe sự đau đớn nghiến ngầm, mụ máu càng thấy những tiếng quái gở kia vang vang bên tai. Rồi cả trong những lúc ngủ và những khi mụ đau yếu quản quại, và lịm đi trên giường với hơi thở của mình Với bóng mờ dưới mái lá ban chiều Trên nhà Mão trột đã ngáy đều Hắn nằm nghiêng, đầu gối co sát ngực Một cánh tay gấp lại làm gối Nắng nhạt hẳn, vàng hoe hoe như mạ úa Một nửa sân nhà mụ máu Man mát trong bóng sập Gió thổi từng làn dài Những tẩu lá chuối to và xanh mượt rung loạt sạt Những buồng chuối quả múp míp ẩn hiện Những chòm cao chót vót Phờ phất sắc xuống bờ cỏ mơn mòn Những cánh hoa nhỏ tí những áng hương hồn hậu và mong manh lâng lâng trong không khí sắc xanh mọng của vườn su hào bắp cải và rau diếp ở chung quanh đây cuồn cuộn chảy theo gió tràn ra cả bên ngoài mặt đất thấp thoáng những gọn quằn quại của cây cỏ đương nảy nở tìm khoảng rộng và màu mỡ mới trên cao những đám mây trắng xốp vừa tản ra nắng lại bừng lên tưới xuống ảo ảo nhà mụ máu hướng về phía tây nam gió lộng vào với ánh nắng thổi tung cả cánh màn lùng thùng trên giường máu trột đưa ngáy giòn. Ở gian giữa bàn thờ bỗng sáng hẳn lên, cái vẻ âm u của cảnh hương khói vắng lặng, bớt được đi một phần thê thảm. Hôm nay 10 tháng 2, ở một nhà khác thì cái mâm bổng kia thế nào chẳng đầy hoa quả, đầy nhang cũng chưa thắp và tấm màn vải tây điều bạc phách vẫn chưa vén lên vì còn chờ tối đến mụ mới sửa lễ. Từ ngày mụ máu về nhà này, cả những ngày rỗ chạp Tết nhất, chỉ một mình mụ dâng cúng nhiều khi mâm cúng hạ xuống lại chỉ mình mụ ngồi ăn trước bếp lửa vợ máu chờ giật mình quay mặt xa có tiếng người quen phải chính tiếng nói sang sảng của ký phát đường cất lên ở giữa sân chùa cái thẳng cai túc làm đầy tớ ông không đáng kia mặt mày mà cũng dám vác lên với ông à nhờ làng ông có đám xá thì mày mới được vác mặt đến đây chứ không cái đời mày chỉ lê la lạy lục ở chỗ ông làm thôi mày tưởng cái thứ mày mới bốc vác được dăm ba nghìn bạc là mày đã sang trọng lắm đấy không thấm gắt chân ông trước kia đâu cai túc ạ à. mặt kỳ phát nung núc thịt và hồng hào thế mà tái hẳn đi những giọt mồ hôi đẫm cả chán hắn ở bên kia sân trước dòng tổ tôm cai túc gác một chân lên ghế một cánh tay chống vào cạnh sườn vênh mặt lên đáp ha ha kỳ phát ông biết mày danh giá lắm rồi cái đồ bám vào gấu váy đàn bà như mày danh giá lắm rồi sao đến cái thứ mày mà còn dám mở miệng nói những lời như thế từng tiếng đối đáp nhau nghe rõ mồn một. Trẻ con đều im phăng phắc. Đằng sau cai túc, những cặp mắt sáng quắc lên, làm ra thịt nhiều người giòn giòn. Họ ghê sợ tưởng đến lại một cảnh sâu xé nhau vì hội hè, cờ bạc và trai gái. Mụ máu rền tiếng tự nhủ, mụ không dám nhìn nữa. Nhưng dù đã quay mặt vào bếp, mụ máu vẫn còn thấy rõ mặt kỳ phát gân lên và rung rung. Kỳ phát vẫn như chõ vào mặt mụ cái bộ ria vảnh, mà oang oang cái giọng cố làm ra hách dịch như cha ông người ta mụ mão hẳn học Mày thì chót đời cũng không chừa được cái thói ấy Ấy là mấy lần những đứa ngang ngược Nó đã đánh cho thối ngực Và làm cho suýt tủ tội đấy Những câu nói này lại làm hiện ra Bao nhiêu hình ảnh trong tâm trí mụ mão Trước kia mụ lấy ký phát Mụ đã tưởng ký phát là người chồng một đời của mụ Hắn tao quá vợ Lấy mụ chẳng mất gì ngoài nghìn cao Và hơn cân trẻ tàu Để mụ chia cho xóm làng Rồi mụ về với hắn đủ cả quần áo hòm xiềng Mà mụ sắm sửa bằng tiền của mụ Cả ngày ký phát phải biên chép ở ngoài sáu kho, hắn cần người trông nom thổi nấu cho hắn, cho mấy đứa con nhỏ của hắn và cha mẹ hắn đã già lòm khọm, mụ đã 30 tuổi, có tiếng là chịu khó tần tảo. Những điều kiện này thêm vào sự lấy nhau không phải mất trục ấy trăm khác, nên ký phát không thấy còn đám nào trong xóm hơn nữa. Mặc dầu mụ thủa còn con gái mà đã gầy còm, xấu xí, nét mặt khó đam đam mấy người ở xa đã để ý rồi lại bỏ qua vì đều sợ cái tướng cào cằn ấy, không dám thấy mình đã không còn cha mẹ anh em gì. Lại cứ chơ vơ mãi, sống cô đầu cô quả rồi chết xà, chẳng được ai người máu mủ để nương tựa. Mụ nhận lời ký phát ngay. Chẳng gì ký phát cũng có một gia đình, cha mẹ con cái đông đủ, dù mụ có khổ nữa vì sự lo toan, gánh vác cũng chẳng quản. Làm thân đàn bà là phải thế, làm người là phải thế. Trung quanh mụ, người ta đều thế cả. Và chính mụ bổ côi từ thuở nhỏ, cũng cơ cực nhiều rồi Giờ chịu thêm một đoạn trường nữa cũng được Ăn ở với ký phát được đến 2 năm Mụ cũng chẳng chừa đẻ gì Người mụ lại gầy đi Mặt mày nhăn nhó thêm Bỗng một hôm ký phát gây chuyện Chửi bới đánh đập mụ quẳng sống áo của mụ ra đường Đuổi mụ đi Rồi cứ thế luôn hai tháng dòng Ngày ngày mụ mão không bị một trận đòn Thì lại bị chửi rủa Thì ra ký phát lại lấy vợ Người đàn bà này ở trên phố Ả à ta đã có một đời chồng Ả à còn đấy đà gấp rưỡi ký phát. Ả à làm chủ một cửa hàng đáng mấy nghìn và lại chẳng con cái anh em. Thôi, dì nằm xuống đây để con bóp cho. Chứ đêm hôm khuya khoát thế này, dì còn đi đâu làm gì nữa? Tối hôm ấy, đứa con gái lớn ký phát đã níu lấy áo mụ kéo lại. Ông bố ký phát ngồi ho sù sụ trong màn, cũng cố nói ra giọng phèo phào. Dì cái tí định đi đâu hả? Thôi, còn ở nhà cho cái tí nó đấm bóp cho rồi thầy bảo. Con phải nên nghĩ đến thầy bu và các đứa trẻ dại kia. Con chỉ nên biết có thầy bu và chúng nó. Còn thì mạc rồi. Mà thầy bu và những trẻ, nó cũng chỉ biết có con, chỉ ăn ở với con, chứ không nhận ai mảng đến sự sung sướng của ai hết. Ký phát về nhà lúc nào không rõ, sừng sững ở giữa cửa, mặt hắn long sòng sọc, môi mím lại. Xéo ngay, xéo ngay đi con cá mắm kia. Mày phải lìa ngay cái nhà này đi. Không mày còn ở ngày nào thì chết với ông ngày ấy. Mà mày cứ lì lì ở nhà ông làm gì? Mà ông làm gì có thứ vợ con như mày ấy? Hả con ca mắm? Cả bố mẹ Ký phát đều nín thở, lấm lét nhìn cơn thịnh nộ của con trai nổi lên. Mụ còn bàng hoàng chưa kịp nghe ra những câu gì. Ký phát đã xông lại. Hàn xoắn lấy mớ tóc lòa xòa của mụ, lôi sành sạch mụ ra ngoài cửa. Trong những tiếng gầm hét vang nhà của ký phát, bốn đứa nhỏ run cầm cập, nép vào nhau. Đứa bé nhất còn phải bế bỗng hỏa lên khóc những tiếng khóc khác liền vỡ ra như si tưởng mụ như là cái xác chết của mẹ năm đứa bé nọ khi liệm vào áo quan bị phu đòn khiêng đi mặc dầu lũ nhỏ lăn vào níu giữ. từ ngày mụ đi khỏi ký phát tưởng bòn rút được tiền của ả kia ngờ đâu một xu cũng không rời đi làm hai buổi về ký phát chỉ được hai miếng cơm chín cùng với bố mẹ và đàn con rồi phải trông năm thu xếp nhà cửa cho ả như một đầy tớ hết lòng ngoài ra ký phát còn phải muối mặt chịu những sự rủa xả đào bới chung với những con người khốn nạn kia. Tất cả đều không dám hé răng và thấy rằng đời mình thế là một địa ngục, không còn trông mong gì thoát khỏi. Trên nhà, mão trột đã lục sục trở dậy. Mụ loáng thoáng nghe như có tiếng hắn gọi. Mụ vội chất thêm một thanh đóm rồi đứng lên. Vừa ra tới sân, mụ giật nảy mình. Bên chùa, tiếng kêu hét, hò gieo và đập phá rầm rầm. à, ký phát chết rồi, chết rồi. Những vòng người đã giạt cả về một bên, Mụ máu chảy sổ ra ngõ, thoáng cái, mụ len được mắt qua đám đông. Trong đó ký phát nằm sóng sửa dưới đất, mặt mày đẫm máu. Mụ máu không nín được, kêu dày một tiếng, rồi cũng lao người vào đám đông. Không, những tiếng họ ấy đã im rồi, mà sao trong tâm trí mụ máu vẫn còn vang vẳng. Mụ máu không thể nào nhắm mắt ngủ được, và cũng không thể nằm yên chiều nào lấy vài phút. Không phải chỉ có tiếng khóc rền rĩ của bà mẹ ký phát, mà vang vang có cả tiếng khóc của cái tí nhớn hòa với bốn em nó trước bàn thờ. Hôm nay đã là 49 ngày ký phát, làm ma cho ký phát xong, ả nọ liền lạc ngay bố mẹ và lũ con ký phát đi. Họ ở đâu hay làm gì cũng kệ. Ả cấm hắn không được một ai lai vãng đến nhà ả. Cả ngày hôm nay, ả làm chay tốn kém đến bạc trăm, ả cũng nhất định không gọi những con người kia. Ông bố ký phát đành sửa lễ ở nhà mình vậy. Chưa mụ mão gặp cái tí đi chợ, mua vàng hương và hơn đồng bạc thịt do tiền một người bạn ký phát cấp cho. Mụ máu đã toan chạy theo cái tí, nói với nó một câu. Nhưng không hiểu tại sao chân mụ bỗng cứng đờ ra. Mụ đành thần người nhìn cái tí cắp rổ về nhà. Cái tí? Ừ, con bé ấy. Không hiểu nó sửa soạn cơm canh thế nào với một siêu thức ăn kia. Rồi một lũ năm cái đầu khăn xô áo sổ gấu lượt thượt ấy, mời mọc những ai và cung lệ thế nào. Mụ máu càng đau đớn trong cái ám ảnh của những tiếng khóc không lời, kéo lê thê trong tâm trí, tuy không nhìn ở trước mắt nhưng mụ thấy rõ ràng trên cái giường cụ trước kia những ngày nắng to mụ thường đem ra đập bụi và bắt dẹp bà mẹ ký phát đương nằm rũ ra mà nước nở ông cụ thì ngồi bó gối ở tấm phản gỗ thấp dùng để ăn cơm lũ trẻ con đứa đứng tựa cột nhà đứa nằm cỏng queo cạnh một gió vách đứa lê la gần bàn thờ xếu mếu với nhau và tất cả những đồ vật tồi tàn luôn luôn mụ máu thu dọn lau chùi khiến cho trong nhà vẫn sạch mắt cũng như ủ rũ cùng bọn trẻ từ nay trở đi càng nhau nhóc đói khổ. Mụ máu nức mấy tiếng, nước mắt mụ giản ra. Nếu không đi lấy người khác mà dọ ở với hai bố mẹ già và lũ trẻ con côi cút nhà ký phát, thì chắc chắn những con người khốn nạn ấy lúc này đây càng gần gũi thân mến mụ. Mụ sẽ cùng khóc với những đứa trẻ, và mụ được nói những lời ngại ngào an ủi, như trong cái thời kỳ tất cả nhà bị ký phát tình phụ, và những ngày cơ cực giao cháu có nhau. Mụ không được có sự sung sướng đẻ con cái, nhưng thay mặt mẹ chúng nó nuôi nấng, chăm nom chúng nó, mụ cũng được rung động với cái tình mẹ quý báu đó. Chúng nó tất nhiên cũng yêu thương lại mụ, và do thế, mụ cũng được lòng làm việc và có những sự tha thiết để sống qua những khó khăn của cuộc đời. Bỗng thật như có những hơi nóng quen thuộc của lũ trẻ sát vào người mụ. Ba đứa em nhỡ của cái tí nằm ngổn ngang chung quanh mụ, thằng bé út ngáy đều trên đầu gối mụ soi sáng cho gian nhà là ngọn đèn hoa kỳ nhỏ, lẳng lặng nhìn mụ với con mắt của nó tê mê, nổi lên trên cái nền mờ mờ tối dưới mái lá. Quấn quýt bên mụ mão, những đứa trẻ ấy được nuôi nấng dạy dỗ và cho ăn học, thế nào chả có đứa nên người. Hai thằng con trai lớn lên, mụ cho tập ngay nghề, ba đứa con gái mụ cho buôn bán, ngoảnh đi ngoảnh lại, chả mấy chốc mà chúng nó đứa thành thợ nhà máy, đứa chợ này chợ khác, rồi lấy vợ lấy chồng. Tiền nghìn bạc vạn, Mụ không dám mơ tưởng Chứ cái cảnh gây dựng em đẹp kia Mụ chắc chắn có thể nên lắm Vì những người chịu khổ và hiền lành như mụ Lẽ nào lại khốn khổ mãi Mà cho dẫu khốn khổ đến đâu Nhưng cái hạnh phúc ấy Những người như mụ cũng xin cam chịu tất cả mọi sự Nhưng những sự sắp định ấy Mất hết rồi, tan tành hết rồi Giờ mụ máu không còn trông mong gì nữa Mụ đã lấy máu trột ngót 10 năm rồi Mụ phải sống một đời khác Xa cách hàn lũ trẻ kia Mụ ngòi ngóp đắm đuối mãi mãi với máu trột Mụ sẽ còn bị khốn nạn hơn ai hết trong cái xóm này Dù họ còn nghèo nàn gấp 10 mụ Mụ máu càng thấy bứt rứt khó thở Ngay đó Tiếng rèn rĩ của mẹ ký phát lại vẳng đến Mụ thấy không thể sao nhắm mắt nằm yên Chứ không nói là ngủ được Thế nào mụ cũng phải ngồi dậy Mà sang với người mẹ già kia Hôm đưa ma ký phát Sợ máu trột ghen tuông Khiến nhà cửa lại tan hoang mụ đã nuốt nước mắt đi theo sau và xa xa áo quan một quãng mới trở về. Rồi trưa nay, 49 ngày ký phát, mụ chỉ dám nhìn theo cái tí mà không dám hỏi nó lấy một câu. Mụ mão tê tái trong những ý nghĩ nọ và đưa mắt trông ra ngoài. Bên ngoài, trời cao, xanh đặc, lấp lánh vài ngôi sao. Những nhà cửa và cây cối trong xóm đều thiêm thiếp, chỉ còn thấp thoáng vài kẽ sáng vàng đục qua những tấm phên và những tiếng làm việc thình thình. Giờ mão trột chắc đương mê mệt ở một chiếu bạc, Hán có về cũng phải đến 2-3 giờ sáng. Và lại nếu hán biết, mụ cũng xin chịu mọi sự ghê gớm xảy đến để mụ khỏi phải hối hận đã không ăn ở theo cái nghĩa của người ta. Mụ máu ngồi dậy, mụ run run cuốn lại mái tóc và kéo cái áo nâu vắt trên sào màn xuống. Mụ lấm lét nhìn chung quanh, rồi kiễng chân rút ở một kẹ lá ra cái túi vải con. Mụ còn 5 đồng bạc giấu trong đó. Để phòng tháng này máu trột lại không đưa tiền về nhà thì mụ giả đỡ tiền gạo của người ta và đong lấy một đồng để ăn đi làm thôi nếu đêm nay có tiêu cả mấy đồng ấy mụ phải vay lại cũng được mụ còn sống còn có thể cân nhắc mọi việc thì công nợ thêm nữa mụ cũng không lo cái tiếng vỗ nọ của người ta lản kỹ cái túi vải vào cặp quần mụ mão cài chặt cánh cửa liếp lại vụt ra đường cái lạnh đen nhờn của đêm tối dội đầm xuống mặt mụ người mụ lạnh toát thêm càng bước gấp không dám nhìn thẳng vào chung quanh mụ mão trông hút vào một khoảng tối để tránh con mắt của máu trột hiện ra, quắc lên chiếu vào mặt mù. Đây kia, đằng đầu ngõ, đằng cuối xóm, trong dậu gang, trên tròm xoan, ở hốc tối nào cũng có con mắt ấy lồi ra, bàn vèo lửa. Và một bàn tay gân guốc đang của quạng, sắp sửa ghi chặt lấy cổ mụ máu với những tiếng nghiến răng ken két. Con này giỏi, con này giỏi. À thế ra mày vẫn hay lòng, mày vẫn tơ tưởng đến nhà ký phát. Mày có tiền mày dấm dúi cho bố mẹ nó, con cái nó thôi thế là ông lìa hẳn may ông phải lìa hẳn may mụ mão càng dồn bước và chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại để trốn những ám ảnh ghê sợ ấy một buổi trưa hôm sau cả xóm cấm tưởng toang ra vì cơn điên cuồng của mão trột hắn băm vằm tất cả đồ đạc vứt đống ra sân châm lửa đốt ngùn ngụt mấy người đàn ông lực lưỡng phải túm ghì lấy hắn không thì cả nhà của họ sẽ bị cháy lây vì mão trột định theo nốt nhà hắn mụ mão lại thâm tím cả mình mẩy đầu toạc ra môi vều lên và mụ lại khóc sướt mướt cắp thúng quần áo đi nhưng lần này buổi chiều đến người ta không thấy mão trột về nhà ăn cơm hắn nghỉ việc trên phố ra sáu kho làm ăn và ngủ ngáy đấy đầu tháng tới hắn xuống tàu cùng với đám phu tình nguyện sang tân thế giới từ bấy giờ biệt hẳn tam mão trột còn mụ mão mụ vẫn ở xóm cấm mụ không đi làm nữa trên cái thân hình của mụ chỉ còn da bọc xương và đen sạm như càng gà hun khói lại léo đẻo quanh năm gánh bún riêu xôi chè đi bán khắp lạc viên chợ con và rong phố như năm xưa và đây kia dưới một mái nhà lúp xúp tận cùng xóm mụ lại chui ra giúp vào với hai ông bà cụ già mù dở què dở và bốn đứa trẻ suy soát nhau lóc nhóc như bốn con nhái bén bốn đứa con bổ côi của ký phát và bố mẹ hắn nguồn hy vọng và niềm vui độc nhất của mụ mão trong cuộc đời cô độc và chỉ có hai bàn tay trắng. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn của nhà văn Nguyên Hồng. Chương trình đọc truyện hôm nay đến đây xin dừng lại. Vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.